Các truyện Hương Sư hân hạnh giới thiệu bộ truyện Danh môn nhất phẩm quý nữ của tác giả Tây Trì My. Phần 20. Các bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Các truyện Hương Xưa. Xin hãy bấm đăng ký, like và chia sẻ để giúp chúng mình có thêm động lực nhé. Xin cảm ơn các bạn. Chương 155. Ông ta đã vô tình, vậy bà liền vô nghĩa. Thanh âm chung trà vỡ vụn vô cùng chói tai. Cung nữ và nội thị canh giữ bên ngoài đều cả kinh tới trái tim nhảy dựng lên, quay đầu nhìn cửa cung đóng chặt, lại thấy Uông Công Công sắc mặt không đổi lẳng lặng đứng đó. Đế hậu bên trong không gọi người tiến vào, vì thế mọi người liền thu hồi ánh mắt, cúi đầu coi như chưa từng nghe. Sắc mặt Chương hoàng hậu tái nhợt, vội quỳ xuống, hoàng thượng bớt giận. Cánh tay nắm chặt góc váy run lên, ông ta không biết liêm sỉ, không biết xấu hổ, nhưng bà vẫn cần da mặt của mình. Càn Phong đế tức giận nhìn Chương hoàng hậu, một đám người đều qua loa có lệ với trẫm, lừa gạt trẫm, làm trò vân vân dạ dạ cung kính trước mặt trẫm, thấy trẫm không lên tiếng, các ngươi đều coi trẫm già cả mắt mờ rồi đúng không? Coi trẫm không tai không mắt rồi đúng không? Hoàng thượng bớt giận, thần thiếp không dám, bệ hạ là trời của thần thiếp, là tất cả của thần thiếp, những gì bệ hạ phân phó thần thiếp không dám khước từ, bệ hạ, thần thiếp bị oan. Thanh âm của Chương hoàng hậu đã khàn khàn, ánh mắt lã chả chực ngước nhìn Càn Phong đế. Hừ, ngươi còn dám nói bản thân oan uổng. Ngươi còn mặt mũi nói mình oan uổng. Bộ dáng muốn khóc lại không khóc được khiến người nhìn vô cùng thương tâm, nhưng Càn Đức đế đang tức giận, thấy bà như vậy càng thêm căm tức, trẫm sớm đã nói với ngươi, kêu ngươi truyền nha đầu Yến gia kia vào cung, nhưng ngươi thì sao? Ngươi đã làm cái gì? Nhiều ngày như vậy, một chút động tĩnh ngươi đã có chưa? Cái gì là không dám khước từ? Ngươi giống hệt tên Yến Sước kia, bằng mặt không bằng lòng, không coi mệnh lệnh cũng trẫm ra gì. Yến Sước đã cho ngươi cái gì hả? Hay là các ngươi đã làm ra chuyện gì không để người ngoài biết? Hoàng hậu của trẫm thật to gan, dám cấu kết với thần tử. Càn Phong đế càng nghĩ càng cảm thấy chuyện này rất có khả năng. Tiện nhân này khẳng định đã cấu kết với tên hỗn trướng Yến Sước kia, bằng không chính mình sớm đã phân phó kêu ả truyền triệu nha đầu Yến gia vào cung. Một chút động tĩnh tới giờ sao lại không có? Càng nghĩ, Càn Phong đế càng muốn ăn tươi nuốt sống Chương hoàng hậu. Tiện nhân, còn không mau thành thật, ngươi và tên hỗn đảng Yến Sước kia cấu kết từ lúc nào? Các ngươi đã làm ra chuyện gì? Nam sướng nữ trộm, một đôi nam nữ không biết liêm sỉ. Ánh mặt trời chính ngọ ấm áp từ cửa sổ chiếu vào, nhưng Chương hoàng hậu lại cảm thấy như bị một chậu nước đá hất tới, toàn thân lạnh lẽo. Bà há miệng thở dốc, trong miệng trực tiếp phun ra nguồn máu, ngẩng đầu dùng sắc mặt trắng bệch không tin nhìn Càn Phong đế, gằn từng chữ, hoàng thượng, ngài ngậm máu phun người. Không có. Trẫm ngậm máu phun người. Nếu không cấu kết với Yến Sước, vậy sao ngươi lại coi lời trẫm như gió thoảng bên tai? Còn giảo biện. Chương hoàng hậu nhìn Càn Phong đế như nhìn người xa lạ, chậm rãi đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng chậm rãi đối diện với ông ta, nói, thần thiếp chưa bao giờ lén tiếp xúc với tướng gia, thần thiếp thanh thanh bạch bạch. Lời này của hoàng thượng là oan uổng thần thiếp. Thanh thanh bạch bạch. Nói thật dễ nghe, thế sao ngươi không làm chuyện trẫm phân phó? Càn Phong đế thấy bà chưa được đồng ý đã đứng dậy, hơn nữa còn nhìn thẳng ánh mắt của mình, lửa giận trong lòng mỗi lúc một lớn, lập tức nặng nề vỗ bàn một cái, tiện nhân, ai cho ngươi đứng lên? Không có lệnh của trẫm, ngươi dám đứng lên sao? Nào có chuyện không nói đạo lý như vậy. Như thế mà đổ thêm tội lên đầu bà. Chương hoàng hậu nhìn Càn Phong đế, bật cười, hoàng thượng, ngài đây là muốn ghép tội không cần lý do. Nói tới đây, bà ưỡn thẳng eo đi về phía trước một bước, hỏi, hoàng thượng, ngài nói thần thiếp cấu kết với tướng gia, vậy bọn ta cấu kết lúc nào, ở đâu, ai làm chứng? Nếu hôm nay ngài lấy được chứng cứ ra, thần thiếp nguyện dùng cái chết tạ tội. Phu thê nhiều năm, mặc dù không ân ân ái ái nhưng hai người cũng coi như tôn trọng lẫn nhau. Mấy năm nay bà chỉ một lòng xử lý sự vụ hậu cung, quản thúc 3.000 mỹ nhân của ông ta, chưa từng phạm một lỗi lầm, càng chưa từng là ra chuyện hổ thẹn với ông ta. Hôm nay ông ta lại không bằng không chứng ngậm máu phun người như vậy, bà sao có thể tiếp tục nhịn nhục? Còn nghi ngờ trong sạch của bà? Bà sao có thể nuốt được cục tức này? Còn dám tranh luận? Trẫm nói có là có, trẫm còn phải cần chứng cứ hay sao? Càn Phong đế nổi trận lôi đình, nếu không có ngươi, Yến Sước vì sao lại che chở nữ nhi của mình như vậy? Các ngươi rốt cuộc đã thông đồng từ khi nào?
có phải đã rất lâu rồi không? Thảo nào, Yến Sức sao có thể chỉ có một mình Ninh Thị? Thì ra ông ta sớm đã gắn bó với hoàng hậu của trẫm. Bệ hạ, Chương hoàng hậu cố nén nước mắt, ngón tay run run chỉ thẳng Càn Phong đế, bệ hạ, sao ngài có thể vu tội cho thần thiếp như vậy? Không còn gì để nói đúng không? Càn Phong đế hừ một tiếng, lạnh lùng nhìn bà, trẫm oan uổng ngươi. Trẫm oan uổng ngươi sao? Vậy ngươi giải thích đi, ngươi vì sao lại coi như chưa từng nghe thấy lời trẫm phân phó? Không còn gì để nói đúng không? Giải thích không được đúng không? Tiện nhân, đồ dâm phụ không biết liêm sĩ, chính người thành thật nói đi, ngươi và ông ta cấu kết từ khi nào, bao lâu rồi? Nói rõ ràng, trẫm có thể cho ngươi toàn thây. Chương hoàng hậu tức giận tới máu trong người chảy ngược, toàn thân run rẩy, hai mắt trừng trừng nhìn Càn Phong đế, thần thiếp lập tức lấy cái chết để chứng minh trong sạch. Dứt lời, bà ta liền hướng qua cây cột bên cạnh. Càn Phong đế lập tức duỗi tay nắm lấy cánh tay bà ta, trầm giọng, muốn chết. Không dễ dàng như vậy. Khi nào chết, chết như thế nào, tất cả đều phải do trẫm định đoạt. Vô sĩ. Chương hoàng hậu quay đầu nhìn ông ta, ngài buông ta ra, nói ta hồng hạnh xuất tường, ngài nói vậy không phải muốn bức ta chết hay sao? Ta đây liền chết để ngài vừa lòng. Trẫm nói rồi, khi nào chết như thế nào đều do trẫm định đoạt. Ngài. Vô sĩ. Chương hoàng hậu tức giận quát. Ngài ta phu thê nhiều năm, ngài sao có thể vu tội cho ta như thế? Ngài còn lương tâm không? Nói ta hồng hạnh xuất tường, ngài còn là người sao? Vì không chiếm được nữ nhi của Yến Sước, ông ta liền vu tội cho thê tử và triều thần gian díu, đúng là không bằng cầm thú. Bên trong một trận ồn ào, cung nữ nội thị bên ngoài nghe xong liền ứa mồ hôi lạnh, một đám hận không thể bịt kín lỗ tai, hy vọng chính mình là kẻ điếc. Nghe đoạn đối thoại Đức Quảng vừa rồi, Vương ma ma hoảng sợ, lo hoàng hậu nương nương sẽ xảy ra chuyện, liền tiến lên phía trước vài bước nói với Ung Công Công, chúng ta vào khuyên đi, động tĩnh lớn như vậy, tốt nhất đừng để xảy ra chuyện. Ung Công Công hất cây phất trần trong tay, lắc đầu, bệ hạ và nương nương không cho gọi, chúng ta cứ chờ ở đây là được. Nếu mạo muội đẩy cửa tiến vào, tới lúc đó bọn họ không tránh khỏi sẽ trở thành đối tượng giận chó đánh mèo. Hơn nữa thông đồng với ngoại thần không phải chuyện bọn họ nên nghe. Hiện tại tốt nhất cứ coi như một chữ cũng không nghe thấy. Ung Công Công, Vương ma ma thấp giọng, khẩn cầu nhìn Ung Công Công. Bên trong ồn ào như vậy, người bất lợi khẳng định là hoàng hậu nương nương. Yên tâm đi. Ung Công Công nói một câu rồi không để ý tới phản ứng của bà. Bên trong nháo nhào như thế, sao có thể an tâm đứng chờ. Lòng Vương ma ma gấp như lửa đốt, nhưng thấy Ung Công Công tự mình che cửa, bà cũng không dám tự tiện đẩy hắn ra rồi xông vào. Trẫm không phải người. Vậy đôi gian phu dâm phụ các ngươi là người sao? Càn Phong đế lớn tiếng, trẫm nhất định sẽ chém các ngươi, chém thứ súc sinh không biết liêm sĩ các ngươi. Càn Phong đế càng mắng càng hắn, tâm tư Yến Sức thâm trầm, làm việc cẩn thận, thật đúng là không tìm ra nhược điểm của ông, nhưng lần này thì sao? Hai mắt Càn Phong đế sáng lên nhìn Chương hoàng hậu, đúng, chính là như vậy. Yến Sức còn không phải ỷ được trẫm tín nhiệm sao? Tên hỗn trướng, trẫm có thể cho ông ta quyền thế, cho ông ta địa vị cùng thân phận thì trẫm cũng có thể thu tất cả về. Càn Phong đế nắm chặt tay Chương hoàng hậu, xem ông ta tới lúc đó còn có thể bừa bãi nữa không. Thiên hạ Đông Lăng đều là của ông, Yến Sức kia là cái thá gì? Dám cầm đồ mình ban thưởng, sau đó quay lại cắn người sao? Lần này nhất định phải khiến Yến Sức không còn chỗ chôn. Đông Lăng rất nhiều nhân tài, một Yến Sức chết, bên ngoài vẫn còn hàng trăm hàng ngàn người như ông. Loại nhân tài này, vua một nước như ông chẳng lẽ không tìm được sao? Lần này nhất định phải trị tội Yến Sước và Hoàng hậu Tư Thông. Sao gia ông, Lăng Trì ông, còn về nữ quyết? Nha đầu kia không phải sẽ tùy ý mình sao? Nhi nữ của tội thần, Chu Hành còn sẽ cưới nàng. Hoàng đế Đại Chu có thể chấp nhận nàng, bao dung nàng sao? Càn Phong đế hưng phấn tới lòng ngừng nhảy dựng. Tới lúc đó ông sẽ có được nàng. Chương hoàng hậu nhìn gương mặt cao hứng của ông ta, lạnh lùng cười nhạo một tiếng, ngài coi người khác đều là kẻ mù sao. Vì một nữ tử, ngài vu oan cho triều thân cùng thê tử của mình có tư tình, đôi mắt của người đời chẳng lẽ không nhìn ra chân tướng. Ngài tưởng sự đời tùy ngài nói trắng thì trắng, nói đen thì đen sao. Dứt lời, bà liền dùng lực hất tay Càn Phong đế. Càn Phong đế không kịp phòng bị, cả người lảo đảo một bước, cái eo đụng vào cạnh bàn, lập tức đau tới nhíu mày, tiện nhân.
ngươi dám đẩy trẫm. Trương Hoàng Hậu nâng cằm, không cam lòng yếu thế mà nhìn chằm chằm ông ta, ta sợ cái gì? Ngài hiện tại giết chết ta đi. Ngươi nghĩ trẫm không dám giết ngươi? Càng Phong đế tiến lên trước một bước, sắc mặt âm trầm. Nếu ngài không vừa lòng hoàng hậu này, vậy thì phế ta đi. Ngài oan uổng ta, hôm nay ta liền cùng ngài đồng quy vu tận, như vậy còn tốt hơn sống rồi chết oan. Trương Hoàng Hậu đâm đầu đụng vào lồng ngực ông ta. Lần này Trương Hoàng Hậu dùng hết khí lực, Càn Phong đế không kịp đề phòng, đau tới hít ngụm khí lạnh. Ông ta duỗi tay nắm lấy bả vai bà, lạnh giọng quát, Trương thị, ngươi điên rồi. Đúng vậy, ta điên rồi, mấy năm nay không nói công lao cũng có khổ lao, ta đem hậu cung này xử lý gọn gàng ngăn nắp, ngài lại vu oan cho ta như thế, ta sống còn ý nghĩa gì? Dù sao ta cũng không có hài tử, không gì vướng bận. Hai tay Trương Hoàng Hậu đấm thắng vào ngực ông ta. Ngươi không có hài tử, không gì vướng bận. Ngươi mưu sát vu một nước, Trương gia các ngươi có bao nhiêu cái đầu để đủ chém hả? Càn Phong đế buông tay, nắm cánh tay của bà, quát. Người nhà. Đúng vậy, mẫu tộc nhiều người như thế, phụ mẫu của bà, huynh đệ tỷ muội, bản thân một khi xảy ra chuyện, bọn họ phải làm sao? Tới lúc đó sẽ như thế nào? Không lẽ sẽ bị tru di cửu tộc? Trương Hoàng Hậu lập tức dừng tay, sắc mặt xám như tro tàn. Tiện nhân. Càn Phong đế đẩy bà ngã xuống đất. Trương Hoàng Hậu ngã xuống, không nói gì. Càn Phong đế vẫn chưa giải hận, bỗng nhiên nâng chân đá xuống một cước, con đàn bà đanh đá, ngươi muốn chết đúng không? Hiện tại trẫm thành toàn cho ngươi. Trương Hoàng Hậu hộc ra một ngụm máu tươi, ngẩng đầu, hôn quân. Làm càn. Càn Phong đế tức giận đạp tiếp một cước, âm trầm nói, ngươi muốn chết, trẫm thành toàn cho ngươi. Ngài tốt nhất là đá chết ta đi, Yến thừa tướng chắc chắn sẽ lấy lại trong sạch cho ta, tới lúc đó người thiên hạ đều biết ngài vì một nữ tử mà giết thê tử của mình, bức chết hoàng hậu của mình. Tiện phụ, tới lúc này ngươi còn nhớ thương Yến xước. Càn Phong đế trừng mắt nhìn Trương Hoàng Hậu, sắc mặt tối tăm, ánh mắt dữ tợn như muốn ăn thịt người. Hoàng thượng, nương nương. Vương ma ma ở bên ngoài chờ tới thiếu kiên nhẫn, lập tức cùng bốn đại cung nữ của cung hoàng hậu xông tới, bị Uông Công Công chặn lại. Vương ma ma đành phải hét lớn, nương nương, nương nương, người thế nào rồi? Trương Hoàng Hậu lại phun ra một nguồn máu, khóe miệng và cằm, trên y phục đều nhiễm một mảng đỏ, nhìn mà ghê người. Càn Phong đế nhìn bà, hừ lạnh, tiện phụ. Nếu ngươi thành thật nghe lời trẫm, triệu nha đầu kia tiến cung, chuyện lần này toàn bộ sẽ xóa bỏ, những lời vừa rồi trẫm cũng sẽ coi như chưa từng nói qua. Ngài vẫn là trực tiếp giết chết ta đi, hoặc là ban ly rượu độc, hoặc là ban ba thước lụa trắng. Trương Hoàng Hậu đỡ ghế lão đảo đứng dậy, muốn ta đi làm chuyện hạ tiện đó, mơ tưởng. Ngươi, thật sự không sợ chết. Càn Phong đế phản nộ trừng mắt, đưa chân muốn đá qua một cái, nhưng nhìn thân thể sắp đổ của bà, ông lại thu chân. Bị ngài vu oan, ta sống không bằng chết, chi bằng chết đi thì hơn. Trương Hoàng Hậu trào phúng nói, đại tiểu thư Yến gia, ngài cho rằng Yến xước sẽ đưa nàng vào cung cho ngài chà đạp sao? Ngài cho rằng Chiêu Vương gia nuốt được cục tức này. Chiêu Vương là thân vương Đại Chu, đường đường là thân vương một nước, cho dù hoàng đế Đại Chu không thích, ông ta vẫn sẽ vì y mà giữ thể diện cho hoàng gia Đại Chu, ngài đoạt thê tử của y, Đại Chu có thể bỏ qua sao? Bà cúi đầu ho mấy tiếng, rồi tiếp tục, ngài cho rằng ta vì sao không triệu nàng vào cung hỏi chuyện. Đều vì ngài, vì thiên hạ Lý gia, vì bá tánh Đông Lăng. Tới lúc đó chiến hỏa xảy ra, trăm họ lầm than, người chịu tai ương chính là bá tánh hai nước. Cả buổi Trương Hoàng Hậu nói chuyện vô cùng hiên ngang lẫm liệt, nhưng Càn Phong đế chỉ cười nhạo một tiếng, châm chọc, khi nào thì hoàng hậu của trẫm biết suy xét đại cục như vậy. Trương Hoàng Hậu hừ một tiếng, lời ta nói chẳng lẽ không có đạo lý? Đương nhiên là có đạo lý. Bằng không ông ta sao lại quanh co ép Yến xước giải quyết hôn sự của nữ nhi mình, sau đó đưa nàng vào cung. Kêu ngươi truyền nàng vào cung, trẫm không có ý khác, chẳng qua muốn ngươi quan tâm nàng mà thôi, nhưng ngươi lại coi lời của trẫm như gió thoảng bên tai, khiến trẫm tức giận phải tới đây xử lý. Vậy sao? Chỉ là muốn ta quan tâm nàng. Trương Hoàng Hậu cười như không cười nhìn Càn Phong đế, khinh thường hỏi. Sắc mặt Càn Phong đế đỏ lên, thẹn quá hóa giận, đương nhiên là thật. Dừng một chút, ông ta lại nói, ngươi tin cũng được, không tin cũng thế, tóm lại trẫm chính là có ý này. Cứ thần thiếp vô năng, thần thiếp đã là như vậy, hoàng thượng ngài vẫn nên đi tìm kẻ khác đi.
Trương Hoàng hậu lạnh giọng, Hoàng thượng, ngài cũng rõ quyền lực trong tay thừa tướng, mong ngài tam tư. Nếu nhất ý cô hành, còn nghĩ tới sắc đẹp, vậy Giang Sơn Lý Gia sẽ bị hủy hoại trong tay ông ta. Càn Phong đế đương nhiên hiểu ý của bà, trừng mắt một cái, hai tay siết chặt, cuối cùng cũng không phản bác, cảm xúc dần bình tĩnh lại. Đúng vậy, chuyện hôm nay, một bên là tướng sĩ biên quan, một bên là bá tánh, hai bên đều không thể chậm trễ, cho nên hộ bộ thượng thư liền chỉ tới chi tiêu của Trọng Hoa Điện, một ngày chi tiêu của Trọng Hoa Điện không ít, cho dù ông chưa từng tính toán như cũng rõ ràng, mỗi ngày số lượng lò lửa và thuốc sử dụng không ít, cho nên đây là cảnh cáo của Yến Sước. Trong điện lập tức trở nên im lặng. Càn Phong đế tức giận nhưng không chỗ phát tác. Trương Hoàng hậu đau tới đầu tóc đổ mồ hôi lạnh, qua nửa ngày thấy Càn Phong đế không động, liền mở miệng kêu, người đâu? Trong phòng đột nhiên không còn tiếng động, mấy người Vương Ma Ma chờ tới lo lắng, vừa nghe Hoàng hậu lên tiếng gọi liền ngẩng đầu nhìn Uông Công Công. Uông Công Công chần chờ, cuối cùng cũng nghiêng người nhường đường. Vương Ma Ma liền dẫn theo mấy cung nữ xông vào, chờ qua một lúc, Uông Công Uông mới dẫn người theo vào. Mấy người Vương Ma Ma vào trong, thấy mặt Trương Hoàng hậu dính máu, sắc mặt liền trắng bệch, nước mắt chảy ra, nương nương. Gọi một tiếng, Vương Ma Ma vội quay đầu phân phó cung nữ đi truyền thái y. Ngươi dưỡng bệnh đi. Càn Phong đế không nóng không lạnh vứt lại một câu, sau đó dặn dò đám người Vương Ma Ma, Hoàng hậu nương nương không cẩn thận té ngã, các ngươi nhớ hầu hạ cẩn thận. Vâng, bệ hạ. Mọi người vội đáp. Lúc này Càn Phong đế mới dẫn người rời đi. Nương nương. Nước mắt tuôn trào, Vương Ma Ma đỡ Trương Hoàng hậu vào trong, mấy cung nhân kia cũng nghẹn ngào. Được rồi, bổn cung không sao, không cần khóc. Trương Hoàng hậu cười nói. Nương nương còn nói không sao, chảy nhiều máu như vậy, Vương Ma Ma nghẹn ngào. Hoàng thượng sao lại nhẫn tâm như vậy? Cái gì là té ngã chứ? Thái y vội tới, bắt mạch cho bà, sau đó kê đơn rồi mới cáo từ. Ma Ma, phái người đi mời Đoan Phi tới đây. Trương Hoàng hậu phân phó, bổn cung không thể tĩnh dưỡng một hai ngày liền khỏe lại, chuyện trong hậu cung cần người xử lý. Nương nương, người có cần suy xét lại không? Vương Ma Ma nhíu mày lo lắng nhìn Trương Hoàng hậu, Đoan Phi là thân mẫu của đại hoàng tử, Hoàng hậu nương nương lần này hẳn đã hạ quyết tâm ủng hộ đại hoàng tử. Đi đi. Sắc mặt Trương Hoàng hậu trắng bệch, nhẹ giọng, Hoàng thượng hiện tại đã thần hồn điên đảo, ngôi vị trữ quân vẫn nên sớm định. Nhìn chuyện hôm nay Hoàng thượng điên cuồng làm ra, sớm muốn gì ông ta cũng phá hỏng thiên hạ của Lý gia này. Nếu Lý gia bị hủy, bọn họ còn đường sống sao? Cho nên vẫn là sớm có tính toán, để sẵn đường lui. Bà thân là trung cung hoàng hậu dưới gối không có nhi tử, mà ngôi vị thái tử này không đích thì lập trưởng. Lý Lân là trưởng tử, cho nên lập hắn làm thái tử cũng coi như danh chính ngôn thuận. Câu giá họa bà và ngoại thần Tư Thông đã có thể nói ra, bà còn gì phải do dự. Ông ta đã vô tình, vậy bà còn nhớ tình nghĩa phu thê kia làm gì? Vương Ma Ma sai người đi mời Đoan Phi, sau đó trở về cầm khăn xoa mắt cho Trương Hoàng hậu, nước mắt đảo quanh hốc mắt. Trương Hoàng hậu tựa vào ghế, hít mắt phân phó Vương Ma Ma thu thập sổ sách thường dùng. Đoan Phi rất nhanh đường mời tới, cả đường kinh sợ đoán Trương Hoàng hậu gọi mình ngay bữa trưa vì cái gì. Theo cung nữ trực tiếp vào nội điện, thấy Trương Hoàng hậu sắc mặt trắng bệch không chút huyết sắc, Đoan Phi hoảng sợ, vội cúi đầu hành lễ, tham kiến Hoàng hậu nương nương. Trong lòng không khỏi buồn bực. Khi nãy thời điểm chúng phi tần tới thỉnh an, sắc mặt Hoàng hậu nương nương vẫn hồng nhuận. Bà mới về chưa được bao lâu, vừa truyền thiện còn chưa động đũa, bản thân lại bị gọi tới đây. Chỉ đoạn thời gian ngắn ngủi, Hoàng hậu nương nương lại biến thành bộ dáng này. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đoan Phi uống gối, cúi đầu suy nghĩ. Chuẩn bị dùng bữa trưa, Tâm Phúc tới nói hôm nay trên triều nháo nhào cả lên. Sau đó hạ triều, Long Liễn của Hoàng thượng trực tiếp tới cung của Hoàng hậu nương nương, chẳng lẽ? Thời điểm tiến vào, bên ngoài tuy đã lau chùi sạch sẽ nhưng bà vẫn mơ hồ ngửi được mùi máu tươi trong không khí. Chẳng lẽ Hoàng hậu nương nương sinh bệnh có liên quan tới Hoàng thượng? Đoan Phi đem sự tình suy nghĩ một lần. Trương Hoàng hậu mở mắt, gương mặt tái nhợt mang theo ý cười, bình thân. Nói rồi, bà chỉ vào cái ghế cạnh giường, Đoan Phi muội muội ngồi xuống rồi nói chuyện. Ngữ khí thập phần mềm nhẹ, bên trong còn mang vài phần thân mật. Đoan Phi thụ sủng nhược kinh, vâng, nương nương. Vương Ma Ma thấy Đoan Phi đã ngồi xuống liền tiến lên dâng trà, nương nương, mời dùng trà.
Đoan Phi duỗi tay nhận chung trà. Vương Ma Ma lập tức dẫn người lui sang một bên. Đoan Phi gác ly trà qua bàn con bên cạnh, đưa mắt nhìn Chương Hoàng hậu, quan tâm hỏi, nương nương, trong sắc mặt người không được tốt, thái y nói như thế nào? Vừa rồi không cẩn thận ngã một cái, không có gì trở ngại, thái y đã kê đơn, nói tĩnh dưỡng mấy ngày sẽ không sao. Chương Hoàng hậu cười nói, vậy thì tốt, vậy thì tốt. Ngã một cái, còn có mùi máu tươi. Đoan Phi trộn ngước mắt nhìn Chương Hoàng hậu, sau đó nhanh chóng thu hồi ánh mắt, cười vỗ ngực, vừa rồi mới tới, sắc mặt của nương nương thật sự dọa thần thiếp hoảng sợ, không sao thì tốt, không sao thì tốt. Hoàng thượng vừa tới, hoàng hậu liền té ngã. Chẳng lẽ hai người xảy ra xung đột? Tuy ngờ vực nhưng Đoan Phi cũng rõ nặng nhẹ bên trong, trên mặt không để lộ một tia khác thường. Chương Hoàng hậu cười nói, bổn cung gọi Đoan Phi muội muội tới đây là có việc muốn nhờ giúp đỡ. Đoan Phi vội đứng dậy, không người, nương nương quá lời, người có chuyện gì cứ việc phân phó, thần thiếp nhất định sẽ dốc hết toàn lực hoàn thành. Đoan Phi muội muội mau ngồi xuống. Chương Hoàng hậu nâng tay, nói. Đoan Phi đứng dậy trở về ghế ngồi, cung kính nói, nương nương có việc xin cứ phân phó. Cũng không phải đại sự gì, chỉ là bổn cung muốn tĩnh dưỡng đoạn thời gian, mọi việc trong hậu cung mong Đoan Phi muội muội vất vả dụng tâm một chút. Chương Hoàng hậu cười nói. Đoan Phi kinh ngạc ngẩng đầu, không tin đưa mắt nhìn người trước mặt, nương nương. Dưới gối trung cung hoàng hậu không có con, nhưng mấy năm nay đối với ba vị hoàng tử bà đều đối xử công bằng. Nhưng hiện tại hoàng hậu lại kêu bà tới đây, muốn bà trong lúc bà ấy dưỡng bệnh xử lý hậu cung. Ý của hoàng hậu nương nương chẳng lẽ là... Đoan Phi sốt ruột nhìn Chương Hoàng hậu. Chương Hoàng hậu gật đầu, cười nói, vất vả cho muội. Người trong cung đều thất khiếu linh lung tâm, cho nên có những lời không cần nói thẳng, trong lòng đã rõ ràng. Đoan Phi vô cùng kích động, cảm kích nhìn Chương Hoàng hậu, nói, nương nương cứ yên tâm dưỡng bệnh, thần thiếp chắc chắn sẽ xử lý sự vụ trong cung chu toàn. Xin giải thích, thất khiếu linh lung tâm có nghĩa ý chỉ người thông minh. Ừ, có chuyện không tiện định đoạt thì cứ tới tìm bổn cung tuy dưỡng bệnh nhưng vẫn có thể giúp đỡ đôi chút. Sắc mặt Chương Hoàng hậu trắng bệch, nhưng nụ cười vô cùng thân thiện. Vâng, nương nương. Đoan Phi cung kính trả lời. Ừ, muội đem mấy thứ này về tìm hiểu trước đi. Chương Hoàng hậu kêu Vương Ma Ma mang sổ sách tới. Đoan Phi sai cung nữ nhận, sau đó lại cùng Chương Hoàng hậu trò chuyện, lúc này mới cáo từ rời đi. Nương nương, người chịu khổ rồi. Đoan Phi đi rồi, Vương Ma Ma liền nghẹn ngào nói. Chương Hoàng hậu cười một cái, Ma Ma, có cần gửi tin cho tướng gia không? Không đợi Vương Ma Ma trả lời, bà đã lắc đầu, không được. Vương Ma Ma gật đầu đồng ý, nương nương nói rất đúng. Hoàng thượng vừa nổi giận, vừa quay đi nương nương đã phái người gửi tin cho tướng gia, rốt cuộc vẫn không ổn, nếu hoàng thượng biết được nói không chừng càng khăng khăng nương nương và Yến thừa tướng có chuyện gì đó. Nhưng nương nương chịu vũ nhục như vậy, thật sự là đáng thương. Hoàng thượng càng lúc càng khiến mọi người thất vọng. Chương Hoàng hậu nhếch môi cười, không cần phiền toái như vậy. Sự tình hôm nay phát sinh, hoàng thượng tạo cảnh giả thái bình nói bà bị té ngã, chuyện xảy ra trong cung của bà, người biết chỉ có cung nhân của hoàng thượng và mình nhưng chuyện trong cung sao có thể qua được pháp nhãn của Yến Sước. Nghĩ như thế, Chương Hoàng hậu liền phân phó, đóng cửa từ chối tiếp khách, cứ nói bổn cung muốn tĩnh dưỡng. Vương Ma Ma nhận lệnh, lập tức lui xuống đóng chặt cửa lớn. Sau khi hoàng thượng tới chỗ hoàng hậu nương nương, hoàng hậu nương nương liền ngã bệnh, sau đó bà ấy liền đem sự vụ hậu cung giao cho Đoan Phi, còn mình đóng cửa từ chối tiếp khách. Trong cung như muốn nổ tung. Đặc biệt là thân mẫu Huệ Phi của Tam Hoàng tử Lý Sướng cùng thân mẫu của Ngũ Hoàng tử Lý Du Trinh Phi, hai người gấp tới độ muốn nứt cả đầu. Hoàng hậu nương nương như vậy không phải truyền đạt ý tứ rất rõ hay sao? Hoàng hậu nương nương xử lý mọi việc công bằng của nhiều năm qua cuối cùng cũng để lộ lập trường, bà ủng hộ Đoan Phi và đại hoàng tử. Đây là ý của hoàng hậu nương nương hay của hoàng thượng? Trước khi hoàng hậu ngã bệnh, bà ấy có gặp hoàng thượng. Tim gan hai người cồn cào, liên tục phái cung nhân đi hỏi thăm. Nhưng Chương Hoàng hậu đóng cửa không tiếp khách, mà người bên cạnh hoàng thượng lại không cậy miệng được, cho nên dù tìm hiểu thế nào, Huệ Phi và Trinh Phi đều không thăm dò bất cứ tin gì. Huệ Phi gọi Lý Sướng tới, cũng không biết là ý của hoàng thượng hay hoàng hậu nương nương. Lý Sướng suy nghĩ nửa ngày cũng không đoán ra, chỉ nói, mẫu phi đừng vội, lập trữ là chuyện lớn, nơi nào đơn giản như vậy.
Cho dù phụ hoàng và mẫu hậu đã quyết định nhưng vẫn còn quần thần, ý kiến của họ phụ hoàng không thể bỏ qua, cho nên mẫu phi đừng tự khiến mình hoang mang. Huệ phi thở dài một hơi, ngày đó nếu hoàng nhi có thể tìm được đại tiểu thư Yến gia trở về, vậy hôm nay con đã có tướng gia hỗ trợ. Nhắc tới chuyện này, trong lòng Lý Sướng vô cùng khó chịu, cũng tại nhi thần sơ ý. Hắn sao có thể ngờ nha đầu kia là nữ nhi thân sinh của Yến thừa tướng. Nếu sớm biết như vậy, hắn khẳng định đã mời nàng về thừa tướng phủ. Hiện tại giỏ tre mút nước như công giả tràng, không lấy lòng được phụ hoàng thì không nói, hắn còn đắc tội với thừa tướng. Lý Sướng hận không thể khiến thời gian quay ngược trở lại. Trong lòng lại hận Phó Cửu Lận hẳn đã biết nha đầu kia là nữ nhi của nghĩa phụ mình, bằng không hắn sao có thể mất công dẫn mình qua đó. Nếu bản thân sớm biết, hắn đã trực tiếp nói với nàng, dẫn nàng về Đông Lăng nhận người thân là được. Nhưng kết quả của lần đó thế nào, chính mình vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Phó Cửu Lận là nghĩa tử của Yến thừa tướng, giữa phụ tử hai người có gì mà không nói được. Không phải hoàng nhi sơ ý, mà là tâm tư tướng gia quá sâu. Huệ phi xua tay, lắc đầu, ngần ấy năm, phụ hoàng con dùng bao nhiêu tài lực thu thập mỹ nữ trong thiên hạ Đông Lăng, nhưng có khi nào con thấy tướng gia động đến tửu sắc hay không? Không có, ông ta gần sống bất kinh, một chút cũng không để ý. Ai có thể ngờ? Mấy năm nay, hoàng thượng sủng ái Lệ phi và nha đầu Uyển Lăng kia, đa số phi tần trong cung tới lui lui có tương mạo tương tự đều cho rằng tất cả đều vì Lệ phi, nhưng hiện tại mới biết, Lệ phi và Uyển Lăng chẳng qua cũng chỉ là thế thân của người khác. Mẫu phi, phu nhân trước kia của tướng gia là ai? Lý Sướng nhịn không được mà hỏi. Dáng người và tư sắc của Yến Dung Hoa đều là nhất đẳng, mẫu thân của nàng khẳng định cũng là mỹ nhân quốc sắc thiên hương. Bằng không, phụ hoàng sao có thể nhớ mãi không quên như thế? Huệ phi nghĩ nghĩ, trả lời, không biết, ta cũng chưa gặp qua. Kinh thành hẳn không có mấy ai biết rõ sự tình, bằng không chuyện Ninh thị là vợ kế nhiều năm như vậy chưa từng nghe ai đề cập. Lý Sướng hiểu ý. Chuyện lần đó dù sao cũng là hoàng nhi con có lỗi với đại tiểu thư Yến gia, con thành tâm tới tướng phủ xin lỗi tướng gia và đại tiểu thư, bọn họ hẳn sẽ thông cảm cho con. Huệ phi dặn dò. Nhi thần biết. Lý Sướng gật đầu. Đáng tiếc, nàng đã đính hôn. Huệ phi than một tiếng, sau đó lại cười nói, đại tiểu thư đã đính hôn thì vẫn còn nhị tiểu thư, hơn nữa nhị tiểu thư trưởng thành ở Đông Lăng, coi như hiểu tận gốc rễ. Hoàng nhi, con cảm thấy thế nào? Cưới cô nương Yến gia, hắn có lẽ được tướng gia ủng hộ. Đại tiểu thư và nhị tiểu thư đều là nữ nhi của tướng gia. Lý Sướng gật đầu, hoàng nhi đương nhiên cảm thấy tốt, có điều Yến nhị cô nương. Cưới cô nương Yến gia, được tướng gia ủng hộ, ngôi vị thái tử sẽ càng dễ vào tay. Nhưng Yến phi sẽ đồng ý sao? Mấy năm nay Yến gia chỉ có một khuê nữ bảo bối là nhị tiểu thư, cho nên tướng gia và Yến phu nhân khó tránh sẽ nuông chiều nàng. Có điều nàng tri thư đạt lễ, nhàn nhã thục huệ, mà hôn sự trước nay đều theo lệnh của cha mẹ lời người mai mối, việc này ta sẽ tìm cơ hội hỏi ý kiến Yến phu nhân, xem thái độ bà ấy thế nào. Huệ phi mỉm cười. Vậy vất vả cho mẫu phi. Lý Sướng duỗi tay đưa cho bà chung trà. Huệ phi nhận lấy, nhấp một ngụm, sau đó lại nói, nếu đã có suy nghĩ này, hoàng nhi nên để tâm một chút, hành sự thu liễm lại. Đây là nói hắn thu lại tâm mê nữ sắc. Lý Sướng vội gật đầu, nhi thần ghi nhớ lời mẫu phi dạy bảo. Bên phía Trinh Phi và Ngũ Hoàng tử cũng nói chuyện này. Trinh Phi gật đầu, vẫn là hoàng nhi bình tĩnh, hôm nay ta quá nóng nảy. Nhìn tướng mạo đường đường của nhi tử, bà nói, luận năng lực và tài cán, đại hoàng huynh của con so với con và tam hoàng huynh của con thua kém một bậc. Lý Du gật đầu, đúng vậy. Đại hoàng huynh chẳng qua chiếm được vị trí trưởng tử, mà tam hoàng huynh hiện tại đắc tội tướng gia, lại chọc giận phụ hoàng. Không khí trong hậu cung này nhất thời trở nên căng thẳng. Trong lúc này Càn Phong đế lại không quản nhiều, ăn mặc đạo bào, ngồi trong phòng luyện đan mây khói lượn lờ, trong lòng nhẹ nhàng đi rất nhiều. Sau giờ ngọ, ánh mặt trời đặc biệt ấm áp, Dung Hoa phân phó nha đầu chuẩn bị trà và điểm tâm, an vị ở trong sân phơi nắng. Trong thư phòng, Kiều Vũ Thần đã làm công khóa xong, ngẩng đầu nhìn Chu Hành đang cúi đầu đọc thư, vương gia tỷ phu, đệ làm xong rồi. Chu Hành ngước mắt duỗi tay cầm sấp giấy tuyên thành hài tử đưa qua, kiểm tra một lần, sau đó quay đầu nhìn ánh mặt trời bên ngoài, gật đầu với nó, đi chơi đi. Vâng, tỷ phu. Kiều Vũ Thần nhếch miệng cười, nghĩ nghĩ,
đứng dậy ôm quyển sách chạy đi. Chu Hành xem thư xong liền vứt vào hương lò, lúc này mới ra ngoài. Ánh nắng không tốt cho mắt, nếu để cận thị thì không có kính để đeo. Dung Hoa duỗi tay giật lấy quyển sách của Kiều Vũ Thần, ngẩng đầu nhìn trời cao, nói, sau này chú ý một chút. Vâng. Kiều Vũ Thần ngoan ngoãn gật đầu. Dung Hoa rót trà cho Chu Hành, hỏi, đại chu gửi thư sao? Có việc gì không? Ừ, Chu Hành uống ngụm trà, nói, không sao, chỉ là hỏi chúng ta khi nào trở về. Dung Hoa gật đầu, cũng không tiếp tục hỏi. Thấy sắc trời tốt, nàng kêu Túy Đồng mang bàn cờ ra, cùng y vừa chơi vừa dạy Kiều Vũ Thần đánh cờ. Thời điểm Yến Phi vào viện, ba người đang ấm áp vui vẻ bên nhau. Bước chân bên dưới dừng lại, Yến Phi trực tiếp nhìn Chu Hành, thời gian gần đây ngày nào nàng cũng tới, thật không ngờ hôm nay lại được gặp y. Gương mặt tuấn tú, một thân áo gấm màu đỏ tía, mỗi động tác nhấc tay đều ưu nhã không gì sánh bằng, ánh mắt trời ấm áp dừng trên dung mạo không tì vết của y, nét mặt xưa nay đạm mạc nay mang theo ý cười nhu hòa. Như gió xuân thổi tới, gương mặt Yến Phi ửng hồng, trong lòng lại tê dại, trái tim thình thịch mà đập. Chương 156, Chu Hành là nam nhân của ta. Yến Phi còn đang ngây ra, Chu Hành đã quay đầu nhìn về phía này, ánh mắt lạnh băng như đao rút khỏi vỏ, hoàn toàn không còn nhu hòa ấm áp của vừa rồi. Thoáng chốc Yến Phi cảm thấy một cổ khí lạnh từ lòng bàn chân dâng lên, cả người lạnh buốt như đứng trên băng thiên tuyết địa. Nhận thấy ánh mắt của y, Dung Hoa cũng quay đầu nhìn. Gương mặt ửng hồng, thẹn thùng khả ái của Yến Phi dừng trong mắt nàng. Yến Phi bị nhìn, trong lòng vừa xấu hổ lại vừa tức giận, nhấp môi mỉm cười đi qua. Dung Hoa cũng chậm rãi nở nụ cười. Tỷ tỷ. Yến Phi uống gối với Dung Hoa trước, sau mới hành lễ với Chu Hành, vương gia. Dung Hoa nhướng mày, nhị muội. Phi tỷ tỷ. Kiều Vũ Thần đứng lên, cung kính hành lễ. Thần nhi ngoan. Yến Phi tươi cười nhìn Kiều Vũ Thần, hỏi, công khóa hôm nay làm tốt không? Sách đã đọc hết chưa? Đôi mắt của tiểu hài tử thường rất thuần khiết, có thể nhìn ra người khác rốt cuộc là thật lòng hay giả ý, huống hồ Kiều Vũ Thần từ nhỏ đã mẫn cảm, cho nên nó với Yến Phi không hề có y thân cận, chỉ lễ phép đáp, hồi phi tỷ tỷ đều đã hoàn thành. Thần nhi, sau này có thời gian cứ đi tìm phi tỷ tỷ sẽ dẫn đệ ra ngoài chơi, ở Đông Lăng chúng ta có rất nhiều món ngon. Yến Phi ôm nhu cười trả lời hài tử, sau đó lại nhìn Dung Hoa, thần nhi đúng là rất ngoan ngoãn. Phi tỷ tỷ tán thưởng. Kiều Vũ Thần vội cảm tạ. Nhị muội, ngồi đi. Dung Hoa cười nói. Từ đầu tới cuối, Chu Hành chỉ lịch sự gật đầu lúc nàng ta hành lễ, sau đó một cái liếc mắt cũng không thèm nhìn, nhưng Yến Phi lại vô cùng kích động, y đang an vị ngay bên cạnh mình. Yến Phi trộn nhìn Chu Hành, sau đó mỉm cười ngồi đối diện Kiều Vũ Thần. Túy Đồng đứng một bên vội rót trà. Tỷ tỷ và vương gia đang chơi cờ sao? Yến Phi cười nhìn bàn cờ, sau đó lại ngẩng đầu nhìn trời, thời tiết hôm nay rất đẹp, ngồi ở đây thưởng trà chơi cờ quả thật thích ý. Đúng vậy, thời tiết này ngồi ở đây tới cả người cũng lười biếng. Dung Hoa cười đáp. Tỷ tỷ và vương gia tiếp tục đi. Yến Phi cầm ly trà, bộ dáng ngoan ngoãn ngồi nhìn. Chu Hành xoay xoay quân cờ trong tay rồi thả trở về. Ngước mắt nhìn Dung Hoa ngồi đối diện, trời có chút lạnh, hôm nay tới đây thôi. Dung Hoa gật đầu, được. Dứt lời nàng cũng thả quân cờ về, nói với Túy Đồng, thu dọn đi. Tỷ tỷ, vương gia, là muội quấy rầy nhã hứng của hai vị sao? Tuy Yến Phi nói chuyện với hai người nhưng ánh mắt ấy nấy lại nhìn chằm chằm Chu Hành, bộ dáng xin lỗi. Chu Hành nhíu mày, ngươi nghĩ nhiều rồi. Thanh âm lạnh như băng không chút độ ấm. Dung Hoa nhìn Yến Phi, nhàn nhạt nói, sắc trời đã muộn, ngồi đây lâu dễ bị cảm lạnh. Khó trách mấy ngày nay nàng ta đều chạy tới Hạ Noãn Viện, có hôm một ngày tới hai lần. Thì ra Túy Ông chi ý bất tại tửu. Túy Ông chi ý bất tại tửu có nghĩa ý không ở trong lời, có dụng ý khác. Hôn thê đang ở trước mặt, nàng ta cho rằng nàng không nhìn ra nàng ta muốn câu dẫn Chu Hành sao. Vốn tưởng tuy không cùng thân mẫu nhưng dù sao cũng có huyết mạch với phụ thân. Hơn nữa tương lai nàng sẽ cùng Chu Hành về Đại Chu, Yến Phi ở cùng phụ thân, thời gian tận hiếu với phụ thân sẽ nhiều hơn nàng, cho nên dù không làm được một đôi tỷ muội thân thiết, hai người tốt xấu cũng có thể chung sống hòa thuận. Hiện tại xem ra hòa thuận cũng không thể. Yến Phi cười một cái, săn sóc đề nghị, bên ngoài trời lạnh, chúng ta có thể vào phòng,
tỷ tỷ và vương gia yên tâm, muội và thần nhi nhất định sẽ không quấy rầy hai người, bảo đảm an an tĩnh tĩnh. Dung Hoa nhíu mày, không được, chúng ta đã chơi được một lúc, hao tâm tốn sức. Kiều Vũ Thần nhìn Yến Phi, sau đó đứng dậy, cười nói với Chu Hành, đúng rồi, tỷ phu, đệ có vấn đề này muốn huynh chỉ giáo. Dung Hoa duỗi tay nhéo cái má của hài tử, lát nữa ta sẽ kêu Túy Đồng mang chút điểm tâm qua cho hai người. Chu Hành gật đầu, ôn hòa nói với Dung Hoa, có việc cứ sai nha đầu tới tìm ta. Nói xong, y xoay người gật đầu với Yến Phi, sau đó duỗi tay kéo Kiều Vũ Thần vào thư phòng. Một câu cũng chưa nói với nàng mà đã rời đi. Yến Phi không khỏi cảm thấy ủy khuất, trong lòng vô cùng khó chịu. Mấy ngày nay, nàng không ngừng tới đây còn không phải vì để gặp y hay sao? Nhưng y vẫn lạnh lùng như thế, một câu cũng không nói với nàng, thời điểm rời đi cũng không chào một tiếng. Y sao có thể vô tình như vậy? Quy củ Đại Chu rất nghiêm, nam nữ thụ thụ bất thân, điện hạ và thần nhi là cố ý tránh đi, muội đừng phiền lòng. Nhìn bộ dáng như vừa chịu ủy khuất của nàng ta, Dung Hoa nhẹ giọng. A Kiến Phi hoàng hồn, vội cười nói, kỳ thật không cần cố kỵ, Đông Lăng không nghiêm khắc như thế, khi nào có dịp muội sẽ nói tỉ mỉ với tỷ. Dung Hoa mỉm cười, vào phòng ngồi không. Tuy người đã không còn nhưng Yến Phi cũng không định rời đi như vậy, vì thế gật đầu, theo Dung Hoa vào trong. Tỷ tỷ, tỷ sẽ không chê muội phiền chứ? Chờ nha đầu dâng trà, Yến Phi duỗi tay cầm chén trà màu trắng, cười tủm tỉm hỏi. Dung Hoa nhẹ nhàng lắc đầu, sao có thể? Vậy thì tốt rồi, mỗi ngày muội đều sẽ tới tìm tỷ tỷ nói chuyện, còn tưởng tỷ tỷ sẽ chê muội phiền. Yến Phi chân thành nhìn Dung Hoa, cười nói, tỷ biết không, từ nhỏ muội đã không có tỷ muội, bên cạnh chỉ có mỗi Lâu ca ca, biểu muội bên nhà cửu cửu thỉnh thoảng mới gặp mặt, cho nên hiện tại có tỷ, muội hận không thể sống cùng tỷ tỷ, ngủ cùng tỷ tỷ không chê muội phiền thì muội an tâm rồi. Dứt lời, nàng ta cúi đầu nhấp ngụm trà, đưa mắt nhìn ra cửa sổ, nói, muội từ chỗ Lâu ca ca nghe được chút chuyện của tỷ, lúc tới Đông Lăng, tỷ và vương gia, còn cả thần nhi cùng tới, trên đường đi chơi có vui không? Muội lớn như vậy nhưng chưa từng rời khỏi Lệ Kinh. Dung Hoa cười lạnh một tiếng, nhàn nhạt nói, lúc chúng ta lên đường đã là mùa đông, cho nên cũng không có gì. Muốn từ miệng mình hỏi thăm chuyện của Chu Hành. Đúng là vô sĩ. Coi nàng là kẻ ngốc, nhìn không ra thái độ trên mặt nàng ta hay sao? Hay là nàng ta cảm thấy kỹ thuật diễn xuất của mình quá giỏi, có thể lừa gạt tất cả mọi người? Yến Phi không truy vấn, vẫn tươi cười, hiện tại đang lúc xuân về hoa nở, chúng ta chọn một ngày đi đạp thanh đi, có thể gọi thêm biểu muội và các bằng hữu khác, mọi người cùng đi, như vậy chơi mới vui. Nàng ta bưng ly trà tới miệng nhưng không có ý định uống, ngước mắt nhìn Dung Hoa, xin lỗi, a, muội nhất thời cao hứng mà quên mất tỷ tỷ sắp phải đại hôn. Không sao, muội đi cùng bằng hữu của mình là được. Sao được? Tỷ là tỷ tỷ của muội, muốn đi đương nhiên phải cùng đi. Yến Phi lắc đầu, tuy sắp đại hôn nhưng hôn lễ đã có mẫu thân lo liệu, ra ngoài đạp thanh cũng không tốn nhiều thời gian, hơn nữa cũng không biết tỷ tỷ sẽ ở đây bao lâu, tới lúc tỷ tỷ trở về Đại Chu, chúng ta không biết khi nào mới có cơ hội gặp mặt. Dung Hoa chỉ cười không đáp. Yến Phi nhíu mày nhìn nàng, hỏi, tỷ tỷ, khi nào tỷ và vương gia trở về? Ở lại lâu một chút được không? Chẳng lẽ ở luôn tại Lệ Kinh không được sao? Tạm thời còn chưa định, không biết khi nào sẽ trở về. Dung Hoa nhàn nhạt trả lời. Ở lại sao? Không có khả năng. Đường đường là thân vương Đại Chu, muốn ở lại làm con tin. Chính đức đế chắc chắn sẽ không đồng ý. Hơn nữa ông ta kiên kỵ Chu Hành, việc này càng không thể xảy ra. Vậy thì ở lại lâu một chút, tỷ muội chúng ta vừa nhận nhau đã phải tách ra, muội luyến tiếc. Yến Phi cúi đầu. Dung Hoa cười nói, ta cũng muốn ở lại cùng phụ thân. Tuy mới nhận nhau không được bao lâu, nhưng có lẽ vì thiên tính phụ tử, Yến Sước lại thương nàng, cho nên nàng muốn ở lại cùng ông ấy thêm đoạn thời gian. Vậy thì ở lâu một chút, ở mấy năm thì càng tốt. Yến Phi chống cằm, chớp mắt nhìn Dung Hoa, hiếu kỳ hỏi, tỷ tỷ, tỷ và vương gia quen nhau như thế nào? Tỷ kể cho muội nghe đi. Ý cười trên mặt Dung Hoa chậm rãi cởi xuống, đôi mắt trực tiếp nhìn nàng ta. Yến Phi chờ nàng nói chuyện, nhưng đợi nửa ngày cũng không thấy Dung Hoa lên tiếng. Chỉ thấy nàng nhìn chằm chằm mình, Yến Phi không khỏi cảm thấy không được tự nhiên, duỗi tay sờ mặt mình, tỷ tỷ sao vậy? Trên mặt muội dính gì sao? Không.
Dung Hoa nhẹ nhàng lắc đầu, lúc này mới lên tiếng. Không dính gì, vậy tỷ tỷ nhìn muội làm gì? Thanh âm mang vài phần làm nũng. Ý cười trên mặt Dung Hoa đã hoàn toàn buông xuống, ánh mắt lạnh lẽo trực tiếp nhìn nàng ta, gằn từng chữ một, Yến Phi, Chu Hành là hôn phu của ta, là nam nhân của ta. Đột nhiên bị nói trúng tâm sự, sắc mặt Yến Phi trắng bệch, xấu hổ cúi đầu muốn nói chuyện, nhưng lời vừa tới cổ lại không có cách nào bật ra. Qua một lúc, liên tục hít thở sâu, Yến Phi khó khăn lắm mới mở miệng hỏi, tỷ tỷ, lời này của tỷ là có ý gì? Dung Hoa không lập tức trả lời nàng ta, mà bưng ly trà thông dong uống một ngụm, sau đó mới nói, ta có ý gì? Trong lòng muội tự hiểu. Yến Phi nghiến răng, trên mặt lộ vẻ ủy khuất, Đông Lăng thoáng hơn Đại Chu, hơn nữa muội muốn tìm hiểu tỷ tỷ, cũng muốn thân thiết với tỷ. Còn tiếp tục diễn. Dung Hoa bình tĩnh nói, có hay không trong lòng Yến Phi muội tự biết. Hôm nay ta nhắc nhở muội, cũng là cảnh cáo muội, đừng mơ tưởng tới nam nhân của ta, cũng đừng hòng bôi nhọ thanh danh của chàng. Nếu không, cho dù muội và ta cùng mang họ Yến, ta cũng tuyệt đối không nhân từ. Gương mặt đỏ ửng của Yến Phi biến thành màu đen, nàng ta đùng đùng đứng dậy, ngón tay run rẩy oán giận chỉ vào Dung Hoa, tỷ tỷ, muội là muội muội của tỷ, đó là tỷ phu của muội, muội sao có thể vọng tưởng? Nếu đã biết không thể, vậy sao còn nhớ thương? Dung Hoa lạnh lùng nhìn nàng ta, muội nghĩ mọi người không có mắt à? Ánh mắt muội nhìn chàng không phải lúc nào cũng rực lửa hay sao? Sắc mặt Yến Phi trắng bệch, bả vai run rẩy, nước mắt theo đó mà rơi xuống. Nàng ta duỗi tay gạt lệ, sau đó phủ nhận, tỷ nói bậy, ta không có, ta không có. Ta có nói bậy hay không, chính muội rõ ràng. Ta không có, ta là muội muội của tỷ, tỷ sao có thể nói ta như vậy? Sao có thể? Yến Phi khóc như hoa lê dính mưa, lập tức lên án, tỷ tỷ nếu không thích ta thì cứ trực tiếp nói thẳng, tội gì phải vũ nhục ta như thế? Còn nữa, vương gia là vị hôn phu của tỷ, sao tỷ có thể làm như vậy? Sao có thể nói như thế? Trúc Họa cùng Trúc Thanh vội tiến lên một trái một phải đỡ thân thể sắp đổ của Yến Phi. Yến Phi vừa khóc vừa đưa mắt nhìn ra bên ngoài, vẫn không có ai tới đây, trong lòng không khỏi thất vọng. Đã nháo thành như vậy, sao người vẫn không xuất hiện? Đại tiểu thư thật lòng muốn thân cận với người, sao người có thể nói tiểu thư như thế? Nhìn đại tiểu thư Phong Khinh Vân đạm ngồi một chỗ, lại nghe những lời quá mức thương tâm, Trúc Thanh thấy Yến Phi khóc, liền nói. Vừa dứt lời, bóng người trước mắt Trúc Thanh nhoáng lên, bang một tiếng, gương mặt lập tức nóng rát, trong miệng có chút ngọt tanh, nàng ta ngây ngốc nhìn Túy Đồng không biết khi nào đã đứng cạnh mình. Không chỉ Trúc Thanh, Trúc Họa cũng kinh sợ. Yến Phi ngay cả khóc cũng quên, chỉ khục khịt đưa mắt nhìn Túy Đồng. Túy Đồng lạnh lùng nhìn Trúc Thanh, tiểu thư nhà ta nói cái gì đến phiên nha đầu như ngươi bình phẩm hả? Trúc Thanh rùng mình, vội quỳ xuống, nô tỳ đáng chết, đại tiểu thư tha mạng. Trúc Thanh, ngươi đứng lên cho ta. Yến Phi duỗi tay kéo Trúc Thanh, ánh mắt giận dữ nhìn Dung Hoa, nha đầu của ta tự ta quản thúc, không nhọc tỷ tỷ dạy dỗ. Hôm nay tỷ tỷ vũ nhục ta như thế, thật sự là chọc tới lòng người. Nói xong, nàng ta che miệng khóc lóc chạy ra ngoài. Tiểu thư, Trúc Thanh và Trúc Họa vội đuổi theo. Thật không biết xấu hổ. Túy Đồng phỉ nhổ một câu, tiến lên thu dọn chén trà trên bàn, nhìn Dung Hoa nói, tiểu thư, người đừng nóng giận, trong lòng điện hạ chỉ có người, nàng ta nhảy nhót như vậy, điện hạ sẽ không liếc nhìn nàng ta một cái. Dung Hoa cười nói, ta không tức giận. Chỉ là muội muội cùng cha khác mẹ nhớ thương hôn phu của mình, nàng đương nhiên không thể coi như không biết. Nếu Yến Phi đã trắng trợn đánh chủ ý lên người Chu Hành, bản thân nàng ta không biết xấu hổ, vậy nàng vì sao phải chừa mặt mũi cho nàng ta? Muội làm sao vậy? Thời điểm ra khỏi Hạ Noãn viện, Yến Phi đụng phải Phó Cửu Lận. Yến Phi dừng bước, khóc lóc nhìn hắn, lâu ca ca, tỷ tỷ, tỷ tỷ, bộ dáng như vừa chịu ủy khuất lớn lao, nàng ta khóc không thành tiếng, che mặt chạy đi. Phó Cửu Lận nhìn theo thân ảnh nàng ta, lại quay đầu nhìn Hạ Noãn viện, nhưng không bước vào. Vốn dĩ hắn tới đây muốn tìm bọn họ chơi. Đứng một lúc, Phó Cửu Lận thở dài, xoay người về viện của mình. Tâm tư của Yến Phi, phàm là người có mắt đều có thể nhìn ra, huống chi hắn từ nhỏ cùng nàng trưởng thành, hắn sớm đã nhìn thấu. Hơn nữa, loại trộm thích này hắn có thể lý giải. Nàng mỗi ngày đều tới đây là muốn gặp Chu Hành, giống hắn khi đó, mỗi ngày đều tới nhìn gương mặt tuyệt sắc thanh lệ kia, một ngày không gặp sẽ rất vướng bận.
cho dù không nói lời nào, chỉ cần nhìn từ xa cũng cảm thấy mỹ mãn. Phó Cửu Lận khoanh ta dẫm lên hoàng hôn đi về phía trước. Từ khi nào bản thân lại có tâm tư như vậy? Thời điểm ở Đại Chu lén lút điều tra nàng sao? Hay là thời điểm dẫn nàng xuống phía nam? Không, có thể là thời điểm nàng đá hắn xuống hồ. Hồ nước lạnh như băng, cơ hồ đông lạnh toàn bộ máu trong người, hô hấp cũng có chút khó khăn, nhưng thứ hắn khắc sâu lại là gương mặt như họa của thiếu nữ đứng trên bờ. Phía sau nàng là tuyết trắng cùng hồng mai nở rộ, tất cả cũng không sánh kịp dung nhan như ánh mặt trời hừng đông của nữ tử. Cảnh tượng đó cứ như vậy mà khắc sâu vào lòng. Chỉ là, người ta đã đính hôn. Lại nhớ, lại thích thì có thể nào? Yến Phi đi rồi, Chu Hành liền đẩy cửa vào Noãn Cát, đi rồi. Ừ, vừa mới đi. Dung Hoa gật đầu. Túy Đồng dâng trà cho y, sau đó cùng Lưu Tô lui ra ngoài. Tuy nể mặt nhạc phụ mà nên cho nàng ta vài phần thể diện, nhưng nếu nàng đã không thích, vậy ít gặp nàng ta là được. Chu Hành uống một ngụm trà, nói. Nghe đồn Yến Thừa Tướng và phu nhân ân ái, đối với nữ nhi vô cùng thương yêu, nhưng mấy ngày quan sát, sự tình tựa hồ không phải như vậy. Sau này muội ấy hẳn sẽ không thường xuyên tới nữa. Chiều hôm buông xuống, trong phòng và ngoài viện đều lên đèn, bốn phía tản ra ánh sáng nhu hòa, dừng trên mặt y còn rực rỡ động lòng người hơn ánh trăng. Nam nhân của ta đúng là tuyệt sắc. Dung Hoa mỉm cười nhìn y, trong lòng nghĩ sao ngoài miệng nói vậy. Hửm. Chu Hành nhướng mày, đứng dậy qua chỗ Dung Hoa, kéo nàng áp vào lòng mình, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve lòng bàn tay của nàng, cúi đầu nhẹ giọng hỏi, nàng vừa nói cái gì? Nói y tuyệt sắc, không cao hứng. Đúng rồi, nam nhân hẳn không thích bị người ta nói mình xinh đẹp. Dung Hoa nhìn y, mỉm cười ngọt ngào, ta nói nam nhân của ta là nam tử hán oai hùng bất phàm lợi hại nhất thiên hạ. Láo cá, Chu Hành khẽ cười, cúi đầu hướng tới cánh môi của nàng. Dung Hoa vươn tay ôm lấy cổ y. Người trong lồng ngực mềm mại như nước, mùi thơm nhàn nhạt của cô thể quanh quẩn bên hơi thở, cánh tay Chu Hành buộc chặt. Ban đầu y chỉ muốn trừng phạt nàng một chút, không ngờ dần dần cả hai đều thở dốc. Qua nửa ngày, Chu Hành mới luyến tiếc buông Dung Hoa ra. Nếu còn tiếp tục, bọn họ khẳng định sẽ động phòng trước, tới lúc đó nhạc phụ không phải sẽ lột da mình sao? Dung Hoa ôm eo y, mềm mại dựa vào lòng y, gương mặt ửng hồng như cánh đào nở rộ. Nhạc phụ đại nhân thật anh minh, để chúng ta thành thân ở bên này. Chu Hành nắm tay Dung Hoa, cúi đầu hôn lên gương mặt của nàng, lẩm bẩm. Không đứng đắn. Dung Hoa duỗi tay đấm ngực y một cái, sau đó ngồi dậy, phụ thân chắc cũng sắp tới dùng cơm chiều, đứng lên đi, nếu để ông ấy bắt gặp bộ dáng này thì không tốt lắm. Phụ thân mỗi tối đều tới đây dùng cơm, còn về chính mình và Chu Hành thân mật, cũng không biết người trong viện có trở về bẩm báo hay không. Ừ, Chu Hành tuy ừ nhưng lại duỗi tay ôm nàng, qua một lúc lâu mới luyến tiếc buông ra, cùng nàng đứng dậy ra ngoài. Trở về viện của mình, vừa bước vào phòng, Yến Phi liền xoay người chặn nha đầu ngoài cửa, lạnh giọng, các ngươi không được vào trong. Dứt lời, nàng ta đóng sập cửa lại, sau đó đi tới mép giường cởi giày bò lên, ôm chăn ngồi khác. Trúc Thanh và Trúc Họa không dám tiến vào, chỉ biết canh giữ bên ngoài tận tình khuyên giải bảo nàng đừng tức giận, không cần thương tâm. Thấy phiền, Yến Phi lạnh giọng quát, câm miệng, các ngươi cút hết cho ta, ai cũng không cần quản ta, cứ để ta chết đi. Dân phong Đông Lăng tuy thoáng nhưng bị người ta trực tiếp nói toạc tâm sự của mình, còn bị cảnh cáo, Yến Phi vừa xấu hổ lại vừa tức giận. Nói nàng là đại tiểu thư Yến gia, nàng thật đúng là coi mình thành đại tiểu thư Yến gia. Nàng là cái gì? Dám giáo huấn mình, còn nói mình như vậy. Không phải là ỷ vào phụ thân yêu thương hay sao? Hôm nay chính mình sẽ cho nàng biết thế nào là lễ độ. Trúc Họa và Trúc Thanh nghe vậy vội im lặng, chỉ canh giữ ngoài cửa. Sắc trời đã tối, mắt thấy sắp tới thời điểm dùng bữa, nhưng tiểu thư nhà mình vẫn còn khóc bên trong, Trúc Họa vội nói, như vậy không được, phải bẩm báo phu nhân. Nói rồi nàng ta kêu một tiểu nha đầu tới chính viện. Ninh thị một ngày bận rộn, có chút mệt mỏi, vừa định gọi người dọn cơm, nghe nha đầu tới báo liền vội qua chỗ Yến Phi. Nghe tiếng khóc bên trong truyền tới, Ninh thị không khỏi đau lòng, lập tức đẩy cửa tiến vào. Cút, ai cũng không được vào. Nghe tiếng động, Yến Phi cũng không ngẩng đầu, chỉ rống một tiếng. Phi Nhi, con làm sao vậy? Thấy Yến Phi ôm chăn ngồi trên giường, hai mắt khóc tới sưng đỏ, Ninh thị vội bước qua. Mẫu thân. Nghe tiếng Ninh thị,
Yến Phi ngẩng đầu, tê tâm phế liệt khóc lên. Sao vậy? Đừng khóc, có phải tỷ tỷ khi dễ con không? Từ nhỏ tới lớn, đây là lần đầu tiên Ninh Thị thấy nữ nhi khóc thương tâm như vậy, đáy lòng vô cùng đau đớn. Tiểu nha đầu tới báo nói không biết tình hình cụ thể, chỉ nói tiểu thư từ Hạ Noãn viện trở về liền nhốt trong phòng khóc. Mẫu thân, nữ nhi không muốn sống, nữ nhi không còn mặt mũi sống nữa. Yến Phi nức nở, tỷ tỷ. Tỷ tỷ. Tỷ tỷ nói con như vậy, con nào mặt mũi để sống? Người để con chết đi, miễn cho sự tình truyền ra ngoài, nói con không biết liêm sĩ, hại tới thanh danh của Yến gia. Các người đừng động vào con, cứ để con chết đi. Tỷ tỷ con nói cái gì? Nữ nhi cứ nói với nương, nương sẽ làm chủ cho con. Ninh Thị vô cùng tức giận, nha đầu kia rốt cuộc đã nói cái gì khiến khuê nữ bảo bối đau lòng tới đòi sống đòi chết như vậy. Nương, nương. Yến Phi khục khịch, tỷ ấy nói con mơ tưởng tới vương gia, còn cảnh cáo nói đó là nam nhân của tỷ tỷ, muốn con dẹp bỏ suy nghĩ của mình. Con đã làm gì chứ? Con chẳng qua chỉ muốn làm tỷ muội với tỷ ấy, muốn thân với tỷ ấy một chút, muốn quan tâm tỷ ấy mà thôi, nhưng tỷ tỷ lại vũ nhục con như vậy, con và vương gia đã có cái gì? Con và y một câu cũng không nhiều lời, tỷ tỷ vũ nhục con như thế, lại còn đánh nha đầu của con, nương, con còn mặt mũi nào để sống nữa? Người để con chết đi. Ninh Thị buồn bực, nàng nói cái gì? Tâm tư nữ nhi bà rất rõ, nhưng bị người ta nói toạc như vậy, Ninh Thị không khỏi tức giận. Yến Phi khóc lóc, tỷ tỷ nói sẽ không tha cho con, mẫu thân, con không muốn sống nữa, bị thân tỷ tỷ của mình vũ nhục, oan uổng như vậy, chi bằng con chết đi cho xong, như thế tỷ tỷ cũng có thể an tâm. Buồn cười, đây là lời tỷ tỷ nên nói hay sao? Ninh Thị cả giận mắng, sau đó cầm khăn lau mặt cho Yến Phi, được rồi, đừng khóc, nương làm chủ cho con, nương kêu nàng tới xin lỗi với con. Tỷ tỷ sẽ không tới, cha thương tỷ ấy như vậy. Yến Phi lắc đầu. Sẽ, lời nàng ta nói đúng là quá đáng, cha con biết hẳn sẽ giáo huấn nàng ta. Ninh Thị nhẹ giọng, nương đi ngay, con đừng khóc, ngoan ngoãn rửa mặt rồi ăn cơm, có biết không? Yến Phi khục khịch gật đầu. Ninh Thị gọi Trúc Họa và Trúc Thanh mang nước vào, hầu hạ Yến Phi rửa mặt. Đừng khóc, cũng đừng nói muốn chết nữa. Ninh Thị dặn dò, nương lập tức đi dẫn tỷ tỷ con tới nhận lỗi. Vâng. Yến Phi nhẹ nhàng gật đầu. Ninh Thị duỗi tay sửa lại tóc mai cho nàng ta, lúc này mới cầm chặt khăn tay xoay người ra ngoài. Chương 157, chạy trối chết. Tuy đã vào xuân nhưng buổi tối vẫn rét lạnh, ra khỏi phòng, gió đêm ập tới, Ninh Thị rùng mình, kéo vạt áo lại, sắc mặt âm trầm tiếp tục đi nhanh về phía trước. Trương Ma Ma vội đuổi theo, thấp giọng khuyên nhủ, phu nhân, người chậm một chút, trời tối cẩn thận dưới chân. Nha đầu cầm đèn lồng đi sau cũng gắt gao đuổi kịp. Ninh Thị không nói gì, bước chân bất giác chậm lại vài phần. Phu nhân định qua chỗ đại tiểu thư sao? Trương Ma Ma nhẹ giọng hỏi, không đợi Ninh Thị trả lời, bà ta thấp giọng nhắc nhở, giờ này tướng gia hẳn đang dùng bữa ở Hạ Noãn viện. Phu nhân tức giận đùng đùng qua đó hỏi tội như vậy, nếu đụng phải tướng gia, chỉ sợ không có kết cục tốt. Lúc này, đại tiểu thư đang là bảo bối của tướng gia. Nàng ta nói năng không lựa lời như vậy, chẳng lẽ tướng gia còn che chở nàng ta? Lời này nếu truyền ra ngoài sẽ làm hỏng danh tiết của Phi Nhi mất. Ninh Thị quát. Lễ giáo ở Đông Lăng không nghiêm ngặt, giữa nam và nữ không cần quá giữ lễ nghĩa, nhưng danh tiết của nữ tử vẫn vô cùng quý giá. Nàng hồ ngôn loạn ngữ nói Phi Nhi mơ tưởng tỷ phu của mình như vậy, về sau Phi Nhi phải gặp người ngoài như thế nào đây? Cho dù thế nào, bà cũng phải đi tìm nàng nói cho ra lẽ. Nha đầu kia dám nói ra lời như vậy, đúng là không có phụ mẫu dạy dỗ từ nhỏ. Trương Ma Ma thấy bà ta một chút lửa giận cũng không lui xuống, nghĩ nghĩ rồi nói, việc này dù sao cũng là hai người đại tiểu thư và nhị tiểu thư cãi nhau, để tướng gia ra mặt là chuyện không tệ, nhưng nếu đại tiểu thư không thừa nhận, nói nàng ta chưa từng nói như vậy, ngược lại không phải là nhị tiểu thư oan uổng nàng ta sao? Ninh Thị nghe vậy, lập tức dừng bước. Đúng thế, lúc ấy cũng chỉ có tỷ muội các nàng, cùng lắm có thêm nha đầu Tâm Phúc, nha đầu chết tiệt kia nếu không thừa nhận, đến lúc đó quay đầu nói nữ nhi vu hãm mình thì sao? Tướng gia vốn hận không thể nâng niu nàng trong lòng bàn ta, đến lúc đó còn không phải là nữ nhi của mình chịu thiệt à? Đứng ngoài gió lạnh suy xét một lát, Ninh Thị nói, tới thư phòng của lão gia. Vâng. Trương Ma Ma thầm thở phào nhẹ nhõm.
việc này lén đi nói với tướng gia vẫn tốt hơn nổi giận đùng đùng qua Hạ Noãn Viện hỏi tội. Bà là sợ phu nhân đang nổi nóng, trực tiếp chất vấn đại tiểu thư, tới lúc đó bị đại tiểu thư cắn ngược lại, người có hại chắc chắn là phu nhân và nhị tiểu thư. Ăn cơm chiều, cùng nữ nhi và con rể tương lai hàng huyên, Yến Sức liền dẫn Kiều Vũ Thần về thư phòng của mình. Vừa vào cửa viện, gã sai vặt liền đi tới bẩm báo, tướng gia, phu nhân tới, nói là có chuyện quan trọng muốn nói với ngài. Tới lúc nào? Yến Sức hỏi. Đã đợi một lúc, hiện đang ở đại sảnh chờ. Gã sai vặt không người trả lời. Thần nhi về thư phòng xem sách trước đi. Yến Sức cúi đầu nhìn Kiều Vũ Thần. Vâng. Kiều Vũ Thần gật đầu, đi được hai bước liền dừng lại, quay đầu nhìn Yến Sức, nói, chiều nay, thời điểm con cùng tỷ phu, tỷ tỷ chơi cờ trong sân thì phi tỷ tỷ tới, sau đó tỷ ấy khóc lóc chạy đi. Phi tỷ tỷ cãi nhau với tỷ tỷ. Yến Sức hỏi. Người của Hạ Noãn Viện đều do ông an bài, có điều ông không hề yêu cầu bọn họ đem nhất cử nhất động của nữ nhi tới bẩm báo. Hạ Triều trở về đúng là dùng bữa, vừa rồi cũng không có ai nhắc tới, cho nên ông hoàn toàn không biết. Không biết nữa, sau khi phi tỷ tỷ tới, con và tỷ phu chỉ ngồi một lát rồi về thư phòng, có điều ánh mắt của phi tỷ tỷ nhìn tỷ phu, Kiều Vũ Thần dừng lại, bày ra bộ dáng không biết hình dung thế nào mới tốt, rối rắm một hồi, ánh mắt liền sáng lên, ánh mắt phi tỷ tỷ nhìn tỷ phu giống như chó nhìn thấy xương vậy. Ừ, ta biết rồi. Yến Sước sờ đầu nó, cười nói, đi đi. Kiều Vũ Thần xoay người gật đầu. Yến Sước nâng bước tới Tiểu Thính bên cạnh. Tướng gia. Thấy Yến Sước tới, Ninh Thị lập tức đứng dậy, đi về trước hai bước nghênh đón. Yến Sước khéo léo tránh đi tay bà ta, đi tới chủ vị ngồi xuống, nói, ngồi đi. Chờ trà lên, Trương ma ma dẫn nha đầu Ninh Thị mang tới lui xuống, Ninh Thị uống ngụm trà, ngước mắt nhìn hai gã sai vặt đứng sau Yến Sước, cười nói, thiếp có mấy câu muốn nói riêng với tướng gia. Yến Sước nhìn bà ta, vất tay, hai gã sai vặt liền không người lui ra ngoài. Ông nhìn Ninh Thị, hỏi, nói đi, chuyện gì? Ninh Thị nhíu mày, tỏ vẻ khó xử, là Dung nha đầu, vốn dĩ việc này không nên phiền tới tướng gia, thiếp có thể trực tiếp đi nói với nàng, nhưng nàng rốt cuộc cũng không phải thân sinh của thiếp, cách tầng quan hệ này, nếu nặng lời, thiếp lo trong lòng nàng sẽ có khúc mắc cho rằng thiếp khó xử hà khắc nàng, nếu nói nhẹ, thiếp lại lo nàng không biết nặng nhẹ mà tiếp tục phạm sai lầm, nghĩ tới nghĩ lui, thiếp cảm thấy tướng gia ngài ra mặt là tốt nhất. Nói trọng điểm. Yến Sước nhíu mày, đừng vòng vo nữa, Dung Nhi rốt cuộc làm sao? Ninh Thị thở dài, Phi Nhi từ nhỏ không có tỷ muội, hiện tại có thêm tỷ tỷ trong lòng vô cùng cao hứng, cho nên mấy ngày nay thường xuyên đi tìm nàng chơi, chiều nay nó cũng qua tìm nàng nói chuyện phiếm. Đứa nhỏ Phi Nhi này quan tâm trưởng tỷ, vì thế liền hỏi cuộc sống ở Đại Chu trước kia của nàng, đương nhiên cũng sẽ nhân tiện hỏi tới vương gia, dù sao chỉ đoạn thời gian nửa ngày ấy sẽ trở thành tỷ phu của mình. Hiểu biết vài chuyện là điều hợp tình hợp lý, không ngờ. Ninh Thị dừng lại, nặng nề thở dài một hơi, không ngờ Dung Nha đầu liền nổi giận, mắng Phi Nhi một trận, nói cái gì là Phi Nhi bụng dạ khó lường mơ tưởng tới vương gia. Trời đất chứng giám, đó là tỷ phu của Phi Nhi từ nhỏ đã hiểu biết quy củ, nó sao có thể sinh tâm tư dơ bẩn như vậy. Lời này của Dung Nha đầu quá là vô lễ, Phi Nhi rõ ràng chỉ muốn thân cận với người tỷ tỷ này. Vì quan tâm nên mới hỏi một hai câu, nàng thế mà nghi ngờ Phi Nhi, còn nói những điều không nên nói. Cho nên, sắc mặt Yến Sước không chút gợn sóng, ánh mắt nhàn nhạt nhìn bà ta, hỏi. Dung nha đầu thật là không biết lựa lời, Phi Nhi chẳng qua là muốn quan tâm nàng thôi, nàng lại nói Phi Nhi như vậy. Ninh Thị cẩn thận quan sát Yến Sước, thấy ông không tức giận mới tiếp tục nói, Phi Nhi vốn là trong lúc vô tình thuận miệng hỏi hai câu, nàng liền hồ ngôn loạn ngữ quở trách nó. Đem nước bẩn hất lên người Phi Nhi là đại cô nương, lời này nếu truyền ra ngoài, nó còn mặt mũi đi gặp người ta sao? Tương lai đính hôn thế nào? Nha đầu kia ngoan độc như vậy, dám đẩy muội muội mình xuống hố. Phi Nhi đúng là có tâm với Chu Hành, nhưng nó đã làm gì? Ngầm thông đồng với Chu Hành sao? Hay là lén lút trao nhận với y? Nữ nhi chẳng làm gì cả, nàng sao có thể nói nữ nhi của mình như vậy? Cho nên ngươi muốn ta răn dạy Dung Nhi? Yến Sức hỏi. Răn dạy thì không cần, chỉ là đứa nhỏ này quá lỗ mãng, nói chuyện cũng không biết nặng nhẹ, tướng gia ngài từ từ nói chuyện với nàng, kêu nàng sau này trước khi nói chuyện phải suy nghĩ một chút. Ninh Thị nhẹ giọng, nghi ngờ trong lòng nàng quá nặng,
ngay cả lòng tốt của muội muội mình cũng cho rằng có rắp tâm khác. Cũng may hôm nay người trong viện chỉ có nha đầu Tâm Phúc bên cạnh, đều có chừng mực, lời này sẽ không truyền ra ngoài, bằng không, mặt mũi của Phi Nhi mất, chính nàng cũng không còn, thanh danh tướng phủ ta cũng sẽ bị hủy hoại. Ninh Thị, ý ngươi là Dung Nhi không có đầu óc? Yến Sức dùng ánh mắt thâm thúy nhìn Ninh Thị, hỏi. Những lời như vậy sao có thể nói? Phi Nhi là muội muội, cho dù là kẻ khác, người không liên quan, nàng cũng không được tùy tiện nói như vậy, không phải sao? Trên mặt Ninh Thị mang theo vài phần tức giận, thiếp không phải có ý này, thiếp vốn muốn tự mình nói chuyện với nàng, có điều tới lúc đó không chừng nàng sẽ nghĩ thiếp che chở Phi Nhi, vì vậy mới tới nói với tướng gia, nhờ tướng gia đi nhắc nhở nàng. Ta thấy người có vấn đề là Phi Nha Đầu. Sắc mặt Yến Sức đột nhiên trở nên lạnh lùng, nếu không Dung Nhi sao sẽ vô duyên vô cớ nói thế. Hơn nữa, thân là tỷ tỷ, dạy dỗ muội muội có chỗ nào sai sao? Tướng gia, thiếp biết Dung Nhi vừa trở về, ngài thương nàng ấy là chuyện đương nhiên, nhưng ngài cũng không thể bất công như vậy. Đem tất cả chuyện mấy ngày qua ông làm cho Dung Hoa gộp lại, Ninh Thị phẫn nộ, lửa giận trong lòng như hồng thủy cuồn cuộn kéo tới, Dung Nha Đầu là nữ nhi của ngài, chẳng lẽ Phi Nhi không phải nữ nhi của ngài sao? Tính tình Phi Nhi thế nào, tướng gia là người nhìn nó lớn lên, chẳng lẽ còn không rõ ràng sao? Nếu Phi Nha Đầu không có tâm tư, Dung Nhi sẽ vô duyên vô cớ nói vậy hả? Ninh Thị, năm đó ngươi từng làm gì, ngươi chẳng lẽ đều không nhớ rõ? Nó là nữ nhi của ngươi. Yến Sức dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn bà ta, chậm rãi nói. Ý tứ trong câu nói vừa rồi, Ninh Thị rất rõ ràng. Ý ông là, mẹ nào thì con đó. Trái tim Ninh Thị như rơi xuống vực thẳm, hốc mắt đỏ lên thương tâm nhìn Yến Sức, tướng gia, lời này của ngài là có ý gì? Ghét bỏ thiếp sao? Năm đó là vì ngài thiếp có tiếp xúc phu thê nên ngài mới cưới thiếp sao? Trong lòng đã không nguyện ý, ngài không cưới là được, cùng lắm thì để thiếp xuống tóc đi tu là được. Bản thân nhất kiến chung tình với ông, sau đó một lòng đều thuộc về ông. Nhưng ông lại có người mình thích, hơn nữa nàng là biểu tỷ bà con xa của bà, trong mắt của bà, Vân Như Tuyết ngoại trừ gương mặt xinh đẹp kia thì chẳng còn gì khác cả, những thứ khác đều kém xa bà. Bà là đại tiểu thư con vợ cả xuất thân hầu phủ, mà Vân gia sớm đã xa cơ thất thế, nhưng người Yến Sức thích lại là nàng, ngay cả một cái liếc mắt với cô nương bên cạnh cũng không có. Sau Tuyết biểu tỷ chết, thừa dịp ông thương tâm, bà dùng dược, cùng ông có quan hệ xác thịt, sau đó được như ý nguyện gả cho ông. Có thể gả cho Yến Sức, khi ấy, bà cảm thấy trái tim như nở rộ. Nhưng nhiều năm như vậy, trong lòng ông vẫn ghét bỏ bà sao? Ông vẫn luôn khinh thường bà. Cho nên ngay cả nữ nhi ông cũng không thích. Ninh Thị cố nén nước mắt, ngài ghét bỏ thiếp, cho nên nhiều năm qua ngài không chạm vào thiếp, không tiến vào phòng thiếp một bước sao? Nếu ngài đã chán ghét thiếp như vậy, khi trước tại sao còn cưới thiếp? Cưới về, lại không chạm vào bà, coi bà như vật bài trí. Nếu không phải nhờ một đêm đó mà có Phi Nhi, chính mình chỉ sợ ngay cả một hài tử cũng không có. Không phải ngươi chơi hết tâm cơ để gả cho ta sao? Yến Sước nhàn nhạt hỏi. Đúng vậy, là thiếp nghĩ hết biện pháp để gả cho ngài. Ninh Thị bật cười ha ha, qua một lúc lâu mới dừng lại, ánh mắt nghiêm túc nhìn nam tử phía trước, nhiều năm như vậy, ngài thích thiếp sao? Cho dù là một chút, cho dù là một cái nháy mắt, ngài có sao? Yến Sước, ngài từng có sao? Không có, chưa từng có. Yến Sước trả lời, ánh mắt sâu thẳm như mặt trăng, bên trong không chút cảm xúc dao động. Không có, trước nay đều không có. Ninh Thị nhìn đôi mắt bình tĩnh không chút gợn sóng của ông, trái tim trầm xuống, Yến Sước, trái tim của ngài làm từ đá hả? Vân Như Tuyết chết rồi, người ở cạnh ngài là thiếp, mấy năm nay người ở cạnh ngài là thiếp, là Ninh Tư Viện thiếp, hiện tại người ở cạnh ngài là Ninh Tư Viện thiếp, không phải Vân Như Tuyết, Vân Như Tuyết sớm đã đầu thai chuyển thế, nàng không còn nữa, nàng chết rồi, ngay cả xương cốt cũng không còn tồn tại. Ánh mắt Yến Sức vô cùng lạnh lẽo, nàng sống trong lòng ta, trước nay vẫn luôn tồn tại. Nếu nàng đã sống trong lòng ngài, nếu ngài đã nhớ nàng ấy, muốn thủ tiết vì nàng ấy, vậy ngài cưới thiếp làm gì? Ngài để thiếp xuất gia làm ni là được, tự sát cũng được, ngài vì sao lại phải cưới thiếp? Vì sao chứ? Nước mắt rơi xuống, Ninh Thị lạnh giọng, Ninh Tư Viện thiếp không phải người tầm thường, ngài không cần thiếp nhưng bên ngoài có rất nhiều kẻ muốn cưới thiếp. Dù sao bà cũng đã mất đi trong sạch, làm ni cũng được, mà chết cũng thế, tóm lại vẫn tốt hơn sống như lúc này. Hơn nữa, với địa vị của Ninh gia,
cho dù mất đi Trinh Tiết thì bà vẫn có thể gả ra ngoài. Yến Sước ngậm một nụ cười nhẹ, cứ như vậy mà nhìn bà ta. Làm như cười nhạo vậy, trái tim Ninh Thị đau như dao cắt. Đúng rồi, năm đó là bà khóc lóc cầu xin phải gả cho ông, khi đó Yến Sước như trăng sáng gió thanh đứng trước mặt mình như lúc này, thanh âm nhàn nhạt hỏi, gả cho ta, ngươi chỉ có thể phòng không gối chiếc, như vậy, ngươi cũng không hối hận. Lúc đó bà trả lời thế nào? Tuyệt không hối hận. Bà đã trả lời như thế, bốn chữ khi đó bà trả lời vô cùng rõ ràng. Khi đó tuổi trẻ, bà nghĩ chỉ cần được ở bên ông đã là hạnh phúc. Hơn nữa Vân Như Tuyết đã chết, cho dù trong lòng ông vẫn nhớ thương nàng, nhưng như thế thì sao? Người cũng đã chết, mà chính mình còn tồn tại, sống sờ sờ ở bên cạnh ông, cho nên bà tin sẽ có một ngày bản thân nắm được trái tim ông ấy. Cho dù chỉ có một chút tia hy vọng, bà cũng tin vào điều như vậy. Chỉ là, nhiều năm như vậy, bà vẫn không thể chiếm được trái tim của ông, cho dù là một góc, trong một nháy mắt, đều không có. Yến Sước ông ấy chỉ yêu Vân Như Tuyết, cho dù nàng đã chết nhiều năm như vậy, ông vẫn một lòng yêu bà. Ông và Vân Như Tuyết là thanh mai trúc mã, cho dù bà đã gả vào Yến gia 16 năm, nhưng một chút dấu vết bà cũng không lưu lại trong lòng của ông, cho dù là một góc cũng không dành cho bà. Trong lòng ông, hoàn hoàn chỉnh chỉnh chỉ có một mình Vân Như Tuyết. Ninh Thị đột nhiên cảm thấy bản thân là một trò chê cười. Yến Sước đối diện với sắc mặt biến hóa của bà ta, làm như không nhìn thấy, chỉ bưng ly trà chậm rãi uống. Ánh mắt Ninh Thị đột nhiên trở nên thâm trầm. Động tác ưu nhã, giống như trích tiên. Năm tháng không hề lưu lại dấu vết trên mặt của ông, dung nhan vẫn sơ lãng thanh tuấn như năm đó. Không, so với năm đó càng tuấn lãng hơn. Ông trời đối với Yến Sước thật hậu ái, thời gian mười mấy năm qua không hề tăng thêm dấu vết trên người ông ấy, ngược lại, năm tháng cho ông ấy càng nhiều mị lực mê người. Năm đó Yến Sước khí phách hăng hái như ánh mặt trời, Yến Sước của hiện tại tự tin, trầm ổn, ưu nhã, như rượu ngon lắng động theo năm tháng, hương thuần nồng đậm, cả người tản ra lực hấp dẫn trí mạng. Nhưng cho dù ông ấy vắng vẻ bà, Ninh Thị vẫn cảm thấy bản thân còn thích ông, giống như năm đó, không, so với năm đó càng thích hơn. Dường như Yến Sước sớm đã dung hòa vào xương cốt của bà. Bà già rồi, trên mặt đã có nếp nhăn, nhưng tình cảm dành cho ông lại theo năm tháng mà càng trở nên nồng hậu. Tuy chính mình vẫn thích Yến Sước như vậy, nhưng vì lời ông ấy vừa nói, trong lòng bà giờ phút này cũng có oán hận, đồng thời cũng có oán hận tích cóp mười mấy năm qua. Ninh Thị cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Thân thể mệt, tâm trí càng mệt hơn. Thể xác và tinh thần xưa nay chưa từng không có mệt mỏi. Thật muốn thoát khỏi nơi này. Ninh Thị nghĩ như thế liền đứng dậy chuẩn bị rời đi. Nhưng ngay lúc này, Yến Sước lại buông chén trà, nói, quản Yến Phi cho tốt, nếu nó dám tổn thương Dung Nhi một phần, ta tuyệt sẽ không nhẹ tha. Ninh Thị phẫn nộ trợn mắt nhìn Yến Sước, chỉ bởi vì nàng từ trong bụng Vân Như Tuyết bò ra nên nàng chính là bảo bối. Còn Phi Nhi là gạch ngói sao? Phi Nhi cũng là nữ nhi của ngài, cho dù ngài chán ghét thiếp, nhưng đó cũng là nữ nhi của ngài. Nó và Yến Dung Hoa trong người đều cùng chảy dòng máu của ngài. Mười mấy năm qua, người trưởng thành bên gối của ngài là Phi Nhi. Tình cảm cha con mười mấy năm nay chẳng lẽ ngài quên hết rồi sao? Yến Sước, cho dù ngài chán ghét thiếp nhưng cũng không thể vì thiếp mà chán ghét nữ nhi của mình. Yến Sước, ngài như vậy là không công bằng với Phi Nhi. Nghe vậy, Yến Sước đột nhiên khẽ cười một tiếng. Ninh Thị lập tức cảm thấy khẩn trương, vội nói, Phi Nhi tri thư đạt lễ, chắc chắn sẽ không làm chuyện khác người, tướng gia cứ yên tâm. Sau đó bà ta vội vàng uống gối cáo từ, khuya rồi, thiếp xin về trước. Nói xong, bà ta liền bước nhanh ra ngoài. Ninh Thị, tốt nhất là người đuổi giết Như Tuyết năm đó không liên quan tới ngươi. Nhìn bóng dáng người rời đi, Yến Sước chậm rãi nói, thanh âm lạnh lẽo như băng. Ninh Thị dừng bước, đưa lưng về phía ông mà nói, tướng gia nói đùa, cái gì là đuổi giết chứ? Tuyết biểu tỷ không phải là rơi xuống nước mà chết sao? Nói xong bà ta liền tiếp tục nâng bước, cơ hồ là chạy trối chết. Trên mặt Yến Sước mang theo ý cười trào phúng, ngồi một lát, vừa định đứng dậy qua hạ noãn viện thì người hậu cận lại tới, hành lễ nói, tướng gia. Từ Yến Sước liền ngồi xuống, ý bảo người hầu tiếp tục. Hoàng hậu nương nương bị hoàng thượng đá tới phun ra màu, hoàng hậu mượn cớ dưỡng bệnh đem việc xử lý hậu cung giao cho Đoan Phi nương nương. Người hầu bẩm báo, Đoan Phi nương nương vừa rời khỏi cung của hoàng hậu, tam hoàng tử và ngũ hoàng tử lần lượt vào cung. Yến Sước nhìn hắn, hỏi,
vì sao hoàng thượng lại ra tay hoàng hậu. Sau khi rời khỏi chỗ hoàng hậu, ông ta đi đâu? Tràng Phong đế tuy hoang đường nhưng chuyện đánh phi tần đây là lần đầu tiên nghe nói, hơn nữa đó còn là hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ. Thật kỳ quái. Tới Trọng Hoa Điện. Người hầu trả lời, sau đó ngước mắt nhìn Yến Sước, muốn nói lại thôi, bộ dáng không biết mở miệng thế nào. Có gì cứ nói thẳng. Người hầu cúi đầu, đáp, hoàng hậu nương nương bị đánh là vì hoàng thượng nói ngài ấy và tướng gia ngài có tư tình. Yến Sước bật cười, vớ vẩn. Chính ông ta hoang đường, còn nghĩ người khác không có nữ nhân như ông ta liền sống không nổi sao. Yến Sước ông muốn nữ nhân còn khó khăn à. Ông cần gì phải đi thông đồng với hoàng hậu, hơn nữa còn lớn hơn mình mười mấy tuổi. Ông không có khẩu vị nặng như vậy. Ba vị hoàng tử rất nhanh sẽ có hành động. Yến Sước cười, vươn ngón tay gõ gõ trên bàn, sau đó đứng dậy, khuê nữ sắp đại hôn, thời gian ngắn lại có quá nhiều đồ cần chuẩn bị, ta vất vả nhiều năm như vậy, cũng nên nghỉ ngơi rồi, sáng mai người giúp ta vào cung dân tấu chương. Vâng, tướng gia. Yến Sước nhìn đồng hồ cát, nghĩ Dung Hoa có lẽ đã đi ngủ, vì thế liền rời khỏi phòng qua chỗ của Kiều Vũ Thần. Trên đường, Ninh Thị một câu cũng không nói, chỉ đỡ tay Trương Ma Ma bước chân về viện của mình. Trương Ma Ma không biết hai người ở trong nói gì, muốn khuyên bảo vài câu, nhưng thấy sắc mặt Ninh Thị quá âm trầm, chỉ đành ngậm miệng im lặng. Vào phòng, hai chân Ninh Thị mềm nhũn quỵ xuống đất. Phu nhân. Trương Ma Ma vội duỗi tay ôm bà ta, vừa thấy sắc mặt bà ta trắng như tờ giấy, đầu đầy mồ hôi, cả kinh hỏi, phu nhân, người làm sao vậy? Cùng mấy nha đầu nâng bà ta tới giường, Trương Ma Ma quay đầu phân phó, mau đi mời thái y. Không cần. Ninh Thị bắt lấy tay Trương Ma Ma, lắc đầu. Một tay đầy mồ hôi lạnh, Trương Ma Ma duỗi tay xem sau lưng Ninh Thị, y phục dầm dề ướt đẫm, vội hỏi, sao lại ra nhiều mồ hôi như vậy? Phu nhân, vẫn là mời thái y tới bắt mạch cho người đi. Không cần, chỉ là vừa rồi đi bộ nên hơi nóng thôi. Ninh Thị vẫn kiên trì không cần mời thái y. Trương Ma Ma đành theo ý bà ta, phân phó người đi nấu canh gừng, sau đó cùng mấy nha đầu giúp bà ta đổi y phục khô mát. Thay y phục xong, canh gừng đã đem lên, Trương Ma Ma liền hầu hạ Ninh Thị uống. Một chén canh gừng vào miệng, từ yết hầu trực tiếp đi vào dạ dày, nhưng Ninh Thị vẫn cảm giác lạnh buốt, ngón tay run rẩy. Phu nhân, người sao vậy? Trương Ma Ma lo lắng mát xa ngón tay cho Ninh Thị, đưa mắt nhìn một cái, những người còn lại trong phòng lập tức lui xuống. Ma Ma, trong miệng Ninh Thị toàn là cay đắng, muốn nói nhưng nói không nên lời. Phu nhân, người nói đi. Trương Ma Ma nhẹ giọng, động tác mát xa cũng mềm đi vài phần. Ma Ma, Ninh Thị khàn giọng gọi một câu những vẫn không thể nói ra lời. Có phải tướng gia che chở đại tiểu thư, nói gì đó khiến phu nhân người thương tâm không? Trương Ma Ma suy đoán, đại tiểu thư lưu lạc bên ngoài nhiều năm, tướng gia thương nàng về tình cảm có thể tha thứ, phu nhân đừng tức giận kẻo hỏng thân mình. Ninh Thị cắn môi, nhẹ nhàng lắc đầu. Bà chạy trối chết không phải vì nha đầu Yến Dung Hoa kia. Mà là biểu cảm của Yến Sước, ánh mắt của ông. Trong nháy mắt kia có cái gì đó vô cùng sinh động, một khắc kia, bà còn tưởng tim mình cơ hồ sắp ngừng đập. Bà không dám hỏi Yến Sước, cũng không dám tiếp tục đối mặt với ông. Vì vậy bà chạy đi, cố gắng không chút hoảng loạn mà chạy đi. Không thể nào, sao có thể? Nếu không phải nữ nhi của mình, Yến Sước sao có thể giúp người khác nuôi nữ nhi mười mấy năm? Có nam nhân nào có thể nuốt được cục tức này? Ninh Thị cảm thấy suy nghĩ của mình quá vớ vẩn, quả thật là trò cười chê. Nhưng ánh mắt vừa rồi của Yến Sước rõ ràng là có ý như vậy. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Phu thê mười mấy năm, bà tin chính mình hiểu biết Yến Sước được vài phần. Nếu Yến Sước đã biểu đạt ý tứ này, vậy trong lòng ông hẳn đã hiểu rõ. Không phải như thế, không phải như thế, Yến Sước là vì bà gài bẫy ép ông cưới mình về mà chán ghét bà, từ đó mới chán ghét nữ nhi, căm hận nữ nhi. Nhưng Ninh Thị nhắm hai mắt lại, cắn chặt răng, toàn thân rùng mình. Nếu suy đoán của bà là thật, người đêm đó nếu không phải Yến Sước, vậy hắn là ai? Yến Sước ở trên giường thế nào, bản thân cũng không rõ lắm, bởi vì đời này của bà chỉ bị một nam nhân đêm đó chạm vào. Trương Ma Ma thấy bà ta không nói ra lời cũng không đành truy hỏi, đành an ủi vài câu, phu nhân, người suy nghĩ thoáng một chút, đại tiểu thư sau khi thành hôn, phỏng chừng không bao lâu liền trở về Đại Chu, bọn họ rời đi, trời cao đường xa,
người ở bên cạnh tướng gia còn không phải là phu nhân người và nhị tiểu thư sao? Còn nữa, chuyện năm đó ông đã biết bao nhiêu? Làm sao biết được? Tráng Ninh Thị đầy mồ hôi lạnh. Phu nhân. Trương Ma Ma hoảng hốt, đứng dậy nói, không được rồi, phải mời thái y tới xem cho người mới được. Không cần, chuẩn bị nước ấm, ta ngâm mình một lát là ổn. Ninh Thị vẫn không đồng ý. Trương Ma Ma nhìn bà ta, gật đầu, liền gọi nha đầu vào chuẩn bị nước ấm, sau đó phân phó người hầu chuẩn bị bữa cơm thanh đạm. Ngâm nước ấm xong, ăn nửa chén cháo, Ninh Thị liền buông đũa. Lên giường, lăn lộn cả đêm bà ta vẫn không cảm thấy buồn ngủ. Mà Yến Phi vốn chờ kết quả từ Ninh Thị, có lẽ vì khóc quá nhiều, ăn cơm xong liền có chút mệt mỏi, lập tức gọi nha đầu vào hầu hạ mình lên giường. Sáng sớm hôm sau, ánh mặt trời sáng lạng, Dung Hoa kinh ngạc nhìn Yến Sức xoải bước từ bên ngoài đi tới, phụ thân, hôm nay người ở nhà sao? Lúc này phụ thân không nên vào triều sớm à? Sao thế, anh không thích cùng cha dùng bữa sáng sao? Xưa nay, sáng sớm ông đều ra cửa, cũng chỉ có bữa chiều mới cùng nhau dùng cơm. Thích, đương nhiên thích. Dung Hoa cười nói. Ta dâng sớ xin nghỉ vài ngày để chuẩn bị hôn lễ cho khuê nữ bảo bối của ta. Yến Sức ôn hòa nói. Thuận tiện giáo huấn ai đó trong cung. Trời lớn đất lớn cũng không bằng nữ nhi, trên đời này, khuê nữ là điều đáng giá nhất. Phu thân. Dung Hoa cảm động nhìn ông. Chu Hành cũng đưa mắt nhìn qua chỗ này. Được rồi, vào trong dùng bữa đi. Yến Sức nâng bước vào phòng. Dung Hoa và Chu Hành nhìn nhau cười, phân phó hạ nhân dọn bữa sáng, cùng Kiều Vũ Thần theo sau. Ăn sáng xong, Kiều Vũ Thần đi dạo trong viện một vòng rồi về thư phòng đọc sách. Yến Sức cùng Dung Hoa, Chu Hành ngồi trong đại sảnh uống trà. Đôi nhi nữ trước mặt như thế bích nhân, Yến Sức không khỏi vui mừng, nhấp một ngụm trà, ngẩng đầu nhìn Dung Hoa, nói, nếu Yến Phi có chỗ nào bất kính, con cứ trực tiếp giáo huấn là được, không cần vì ta mà lưu tình với nàng. Chẳng lẽ? Dung Hoa và Chu Hành nhìn nhau, không nói gì nhiều, chỉ cười gật đầu đồng ý, vâng, phụ thân. Yến Sức cũng không tiếp tục vấn đề này, ngồi một lúc rồi đứng dậy qua ngoại viện. Dung Hoa và Chu Hành tiễn tới cửa. Nhìn ông đã đi xa, Dung Hoa và Chu Hành mới xoay người vào phòng. Thời điểm tới giữa sân, Dung Hoa dừng bước, đưa mắt nhìn Chu Hành, nhẹ giọng, Thiên Trạch, chàng nói xem Yến Phi có thể không phải nữ nhi của Yến Sức không? Ý của phụ thân rõ ràng là muốn mình không cần bận tâm ông mà giữ mặt mũi cho nàng ta, nhưng nữ nhi dưỡng mười mấy năm, cho dù không thích, ông ấy hẳn vẫn có chút tình cảm mới đúng. Có phải hay không trong lòng nhạc phụ rõ ràng? Chu Hành mỉm cười. Ừ, Dung Hoa gật đầu. Hai người vào thư phòng. Ngươi nói cái gì, Hạ Noãn Viện và bên phụ thân một chút động tĩnh cũng không có. Yến Phi kinh ngạc nhìn Trúc Họa hỏi. Thời điểm phu nhân rời khỏi thư phòng của lão gia, sắc mặt có chút không tốt. Trúc Họa trả lời. Sao lại như vậy? Mẫu thân không trực tiếp tới Hạ Noãn Viện là vì nể mặt phụ thân nên mới không giáo huấn nàng. Nhưng nếu đã qua ngoại viện tìm phụ thân, vậy phụ thân hẳn phải răn dạy Yến Dung Hoa một trận mới đúng, không phải sao? Nhưng vì cái gì mà một chút động tĩnh cũng không có? Mấy ngày qua phụ thân thương Yến Dung Hoa, nhưng nàng dám nói muội muội của mình như vậy, phụ thân không phải nên giận tím mặt, trách cứ nàng hay sao? Chẳng lẽ mẫu thân không nói chuyện với phụ thân? Không lẽ phụ thân vẫn thương nàng, che chở nàng, không nỡ giáo huấn nàng sao? Yến Phi nghĩ nghĩ, đứng dậy qua chính viện. Mẫu thân, người bị bệnh. Vào phòng, thấy sắc mặt Ninh Thị tái nhợt, khuôn mặt qua một đêm như già đi mấy tuổi, Yến Phi không khỏi hoảng sợ, thái y tới xem chưa? Không sao, chỉ là vì hôn sự của tỷ tỷ con mà có chút mệt mỏi. Ninh Thị xua tay. Hừ. Nghe bà nhắc tới Dung Hoa, trong lòng Yến Phi lại tức giận, lạnh lùng hừ một tiếng. Ngồi xuống đối diện Ninh Thị, hỏi, mẫu thân, chuyện hôm qua là như thế nào? Sao phụ thân không đi giáo huấn nàng? Mẫu thân, người không nói với phụ thân sao? Cho nên mới không có chút động tĩnh. Ánh mắt Ninh Thị dừng trên gương mặt của Yến Phi. Mi như núi xa, mắt tựa sao sáng, sống mũi thẳng tắp, đôi môi anh đào, kiều diễm như đóa hoa. Nhưng mặt mày như họa này lại không tìm được một chỗ giống với Yến Sức. Ninh Thị đột nhiên trở nên căng thẳng, đáy lòng lạnh như băng. Chương 158, xúi dục. Không, không có khả năng. Ninh Thị nắm chặt hai tay thành đấm,
phủ nhận trong lòng. Nữ nhi không giống Yến Xước cũng rất bình thường, đó là vì nàng giống bà, khuôn miệng giống bà như đúc, dung mạo cũng có vài phần tương tự. Ánh mắt Ninh Thị dời về gương mặt nàng ta. Gương mặt này không giống, không giống mình, một chút cũng không giống Yến Xước. Đôi mắt và hàng lông mày xinh đẹp này giống ai? Người nhà mẹ đẻ? Không giống. Hay là giống trưởng bối của Yến gia? Bà chưa từng gặp, cho nên không biết rốt cuộc nữ nhi có giống bọn họ hay không. Đúng vậy, nhất định là thế. Ninh Thị tự an ủi trong lòng, nhưng lại nghi hoặc nhìn dung nhan nữ nhi như cỏ dại tháng 3, ngày càng trưởng thành, có thế nào cũng không áp chế được nghi ngờ. Yến Phi bị bà ta nhìn tới cảm thấy khó hiểu, mẫu thân, người làm sao vậy? Sao lại nhìn con như thế? Ninh Thị hoàng hồn, tự ái nhìn Yến Phi, lắc đầu, không có gì, không có gì. Nghi hoặc đáy lòng vẫn không cách nào xua tan. Nghe bà ta nói như vậy, Yến Phi cũng không nghĩ nhiều, biểu môi tiếp tục chuyện khi nãy, mẫu thân, hôm qua người rốt cuộc có nói với phụ thân không? Phụ thân nói thế nào, người nói con nghe đi. Việc này không được nhắc lại nữa, tỷ tỷ con sắp đại hôn, sự tình cần chuẩn bị còn rất nhiều, con không có chuyện đừng tới quấy rầy nàng, con cũng là đại cô nương, không thể tùy hứng như trước, có thời gian thì ở trong phòng theo mama học tập quy củ đi. Ninh Thị đột nhiên trở nên nghiêm khắc. Yến Phi ngơ ngác phản ứng không kịp, qua nửa ngày mới hoàn hồn, ủy khuất nói, người chịu ủy khuất là con, phụ thân bất công với nàng cũng thôi, hiện tại mẫu thân người cũng che chở nàng sao? Người không thương nữ nhi nữa sao? Dứt lời, hốc mắt Yến Phi liền ửng đỏ. Rõ ràng là Yến Dung Hoa vô lễ trước. Người sai không phải nàng. Nhưng phụ thân, mẫu thân đều không làm chủ cho nàng. Hôm qua mẫu thân còn tức giận không thể ác, muốn đi răn dạy Yến Dung Hoa, vì mình làm chủ. Nhưng chỉ qua một đêm, mẫu thân liền thay đổi chủ ý, còn kêu mình không được đi quấy rầy Yến Dung Hoa. Ý của mẫu thân là muốn mình chết tâm với Chu Hành sao? Đứa nhỏ này, ta đều là vì tốt cho con. Ninh Thị duỗi tay nhẹ nhàng sờ thái dương nàng ta, thuận tay giúp nàng chỉnh lại lọn tóc buông xuống, cha con vừa cùng tỷ tỷ con tương nhận, tất nhiên sẽ thương nàng nhiều một chút. Nhưng nương chỉ có mình con là nữ nhi, ta không tốt với con thì tốt với ai? Nhưng mẫu thân lại để con bị khi dễ, chịu ủy khuất. Yến Phi nức nở quay đầu. Lòng Ninh Thị rối thành một đoàn, nhưng bà không thể đem hoài nghi của mình nói ra, càng không thể đem việc này đi nói với nữ nhi, vì vậy chỉ có thể ôm nhu vỗ tay nàng ta, nhẹ giọng, Phi Nhi, hôm qua hai tỷ muội các con chỉ dẫn theo nha đầu của mình, khi đó nói gì cũng chỉ có vài người các con biết rõ. Mẫu thân, người nghĩ con nói dối. Yến Phi quay đầu, cắt ngang lời Ninh Thị. Sao có thể? Nương tất nhiên là tin con. Ninh Thị nắm tay nàng ta, nói, nhưng hiện tại phụ thân lại thương tỷ tỷ con trong tận xương cốt, nếu nàng cắn ngược lại, con vu tội nàng, nàng không thừa nhận đã nói những lời này thì sao? Nàng ta rõ ràng nói như vậy, con không nói dối. Yến Phi lập tức phản bác. Ta biết là nàng ta sai. Ngữ khí Ninh Thị sâu xa, nhưng tri nhân tri diện bất tri tâm, nàng ta nói, nhưng nàng ta chịu thừa nhận sao? Cho nên, Yến Phi hỏi, ý của phụ thân là gì? Là phụ thân không tin con sao? Là phụ thân nói con không được đi quấy rầy nàng sao? Yến Dung Hoa mới đến mấy ngày chứ? Con là người trưởng thành trước mắt phụ thân, ông ấy nguyện tin tưởng Yến Dung Hoa mới trở về mấy ngày cũng không tin con. Nói tới đây, nước mắt đã đảo quanh hốc mắt, trên mặt Yến Phi mang theo hận ý. Lời nói như đao bén nhọn trực tiếp cắm vào tim Ninh Thị, đau tới không nói nên lời, điều này càng khiến băn khoăn trong lòng Ninh Thị lớn hơn, ngón tay bất giác nắm chặt khăn lụa. Tướng gia không phải bất công, mà là Yến Phi thật sự không phải nữ nhi ông ấy. Cho nên mấy năm nay tướng gia luôn không mặn không nhạt với Phi Nhi, một chút cũng không giống thái độ của phụ thân đối với nữ nhi. Chuyện này vẫn như thủy triều ào ào kéo tới, càng nghĩ, trong lòng Ninh Thị càng rét run. Ngoan, phụ thân là quá thương tỷ tỷ con, tỷ tỷ con mười mấy năm qua mới trở về, phụ thân thương nàng ấy một chút cũng là chuyện thường tình. Ninh Thị tận lực nhẹ giọng, hòa ái nói. Rõ ràng là nàng ta sai, vì sao con phải nhường nhịn? Yến Phi tỏ vẻ không cao hứng. Tuy tướng gia và nữ nhi không thân, nhưng nữ nhi từ nhỏ được coi là bảo bối mà trưởng thành, ngay cả công chúa cũng phải nhân nhượng nàng ta vài phần. Hiện tại nữ nhi chịu ủy khuất lại chỉ có thể chịu đựng, Ninh Thị cũng rất đau lòng, nhưng chỉ có thể làm thế, huống chi. Nữ nhi thật sự có lòng với Chu Hành.
Yến Dung Hoa khẳng định đã nhìn ra gì đó nên mới nói nữ nhi như vậy. Chẳng lẽ đi nháo sao? Kêu tướng gia đi chủ trì công đạo. Bà không dám đánh cược. Đó chỉ là suy đoán mà thôi. Cho nên, tạm thời cứ vậy. Mẫu thân nói con cũng không nghe sao. Tỷ tỷ con sắp phải thành thân, vì vậy con đừng đi quấy rầy nàng nữa, ngoan ngoãn ở trong phòng đánh đàn đọc sách, nếu thấy nhàm chán thì mời biểu muội con tới đây chơi, hoặc qua nhà cửu cửu ở đoạn thời gian cũng được. Ninh thị nhíu mày, Phi Nhi, con là nữ nhi của ta, tâm tư của con chẳng lẽ ta không nhìn thấy? Con đừng suy nghĩ vớ vẩn nữa, biết chưa? Vì sao lại không thể? Yến Phi phản bác, con chính là thích đấy, mẫu thân người thích phụ thân, cho nên mới nguyện ý gả cho phụ thân làm vợ kế, vì cái gì con không thể theo đuổi người mình yêu. Biết mẫu thân là vợ kế, nàng ta liền tìm vú nuôi còn cả Trương ma ma bên cạnh mẫu thân hỏi chuyện, mới biết thì ra mẫu thân thích phụ thân trước, khi phụ thân tan thê đã thích, nàng ta còn biết nữ tử tên Vân Như Tuyết kia là thanh mai trúc mã với phụ thân, hơn nữa còn với mẫu thân là biểu tỷ muội. Tuy nàng không phải nhân sĩ kinh thành nhưng năm đó nàng đã từng ở Vĩnh An Hầu Phủ một đoạn thời gian. Vì cái gì chính mình không thể lấy? Ninh thị bị lời nàng ta nói chọc giận tới cánh môi trắng bệch, con. Con từ đâu nghe được mấy lời lung tung này hả? Dứt lời bà liền đưa mắt nhìn, cũng may trong phòng đã không còn đám tiểu nha đầu, chỉ có mấy tâm phúc cúi đầu rũ mắt đứng cạnh. Yến Phi tự biết mình quá phận, cắn môi, ánh mắt nhìn về nơi khác. Chiêu Vương đối với nha đầu kia thế nào, người có lòng đều có thể nhìn thấy. Trong mắt y chỉ có một mình Diệp Dung Hoa. Nữ nhi cho dù có làm thế nào cũng sẽ không chiếm được trái tim y. Dưa hái xanh không ngọt, bản thân là minh chứng trước mắt, chẳng lẽ bà sẽ trơ mắt nhìn nữ nhi bước theo vết xe đổ của mình sao? Không được, tuyệt đối không được. Ai ở trước mặt con nói năng lung thế hả? Ninh thị mắng một câu, duỗi tay xoay mặt nàng ta lại, nói, con nghe nương nói, nương sẽ không hại con, ngài ấy nhìn thì tốt, nhưng tính tình thế nào con biết rõ sao? Người không thể nhìn gương mặt, trái tim và phẩm tính cũng phải nắm rõ, con hiện tại còn nhỏ, về sau từ từ biết được sẽ hiểu thôi. Mẫu thân, Kiến Phi đau khổ gọi, thật sự không cao hứng. Tục ngữ nói người sợ chọn sai nghề, nữ sợ gả sai chồng, nhìn thì tốt, con thích, nhưng đó không nhất định là người thích hợp với con. Trên mặt Ninh thị mang theo nụ cười chua xót, Phi Nhi, nương sẽ giúp con tìm một người yêu con thương con như châu bảo, để con vui vẻ cả đời. Trong lòng Yến Phi vô cùng không tình nguyện, nhưng giờ phút này nhìn nụ cười của Ninh thị, lo lắng hỏi, mẫu thân, người sao vậy? Càng nhìn càng thấy bà ta tiều tụy, Yến Phi không khỏi cảm thấy áy náy, có phải vì nữ nhi, người và phụ thân cãi nhau đúng không? Nhất định là như vậy. Mẫu thân và phụ thân luôn ân ân ái ái, trong trí nhớ nàng ta, hai người chưa từng cãi vã. Mẫu thân trước nay đều ung dung hoa quý, minh diễm kinh người hiện tại lại mang nét tang thương, khẳng định là tối qua bà vì mình mà cãi nhau với phụ thân. Không có. Ninh thị lắc đầu, cười vỗ vỗ mu bàn tay nàng ta, nói, không cãi nhau, chỉ là gần đây có quá nhiều việc cần phải chuẩn bị, nhất thời không thể lo liệu hết. Yến Phi vẫn không yên tâm, vẫn là gọi thái y tới xem đi, sự tình cứ phân phó hạ nhân đi làm là được. Lát nữa sẽ truyền thái y tới. Ninh thị gật đầu, không phải việc nào cũng có thể để hạ nhân đi làm, đây là đại sự của tướng phủ chúng ta, sao có thể qua loa. Lòng ta hiểu rõ, con không cần lo lắng, nếu quan tâm nương, vậy con hãy ngoan ngoãn nghe lời đi, được rồi, về phòng đi, nhớ lời nương nói, tỷ tỷ con đang bận, đừng đi quấy rầy nàng. Câu sau thanh âm bà ta mang theo vài phần nghiêm túc. Yến Phi cúi đầu, đứng dậy nói, vậy con về phòng trước. Nói xong nàng ta liền hành lễ, ra khỏi phòng. Ninh thị nặng nề thở dài một hơi, nụ cười trên mặt cởi bỏ sạch sẽ. Phu nhân, người đừng lo lắng, nhị tiểu thư trước nay thông tuệ, nàng sẽ hiểu khổ tâm của người. Trương ma ma tiến lên đổi ly trà cho Ninh thị, một bên thấp giọng khuyên nhủ. Ninh thị cầm ly trà, không uống, chủ mắt nhìn lá trà chậm rãi giãn ra, toàn thân như bị bóng đêm bao trùm, lộ ra hơi thở âm trầm. Tối qua sau khi trở về, phu nhân đã có gì đó không đúng, nhưng làm nô tài, Trương ma ma không dám mở miệng hỏi, hiện tại thấy bà ta như vậy, Trương ma ma càng lo lắng, thấp giọng gọi, phu nhân. Ninh thị ngẩng đầu, nói, ngươi phái người ra ngoài viện hỏi thăm một chút, xem tướng gia hôm nay khi nào trở về. Chân tướng sự tình, bà không dám đi chứng thực, một khi chân tướng vạch trần, bà sợ chính mình và nữ nhi sẽ không còn đường để đi. Nếu đã vậy,
chi bằng bản thân không biết, coi như trước nay chưa từng có ngờ vực này, cho nên bà nguyện ý phối hợp với Yến Sước, ở trước mặt người khác là cặp phu thê ân ái. Bà sẽ để nữ nhi bảo bối của ông vẻ vang gả ra ngoài. Tuy không cam lòng nhưng bà sẽ không lưng cúi đầu, sẽ không chọc Yến Sước tức giận, cũng sẽ không đi trêu chọc nữ nhi bảo bối của ông ấy nữa. Bà không dám lấy chân tướng về nữ nhi này ra đánh cược. Phải, hoặc không phải. Nửa nọ nửa kia. Nhưng bà lại không có dũng khí đi chứng thực, nếu thật sự không phải, những chuyện bà và nữ nhi sắp phải đối mặt, chỉ nghĩ thôi bà đã cảm thấy rét run. Còn vài chi tiết trong đại hôn, bà muốn thương lượng với Yến Sước rồi quyết định. Vâng. Trương Ma Ma gật đầu, phân phó hai nha đầu bên cạnh ở lại cẩn thận hầu hạ, sau đó ra khỏi phòng. Ninh Thị duỗi tay xoa thái dương. Trương Ma Ma đi một lúc liền trở về, bẩm báo, phu nhân, tướng gia hôm nay không ra ngoài. Không ra ngoài. Hôm nay không thượng triều, có chuyện gì sao? Ninh Thị kinh ngạc. Trương Ma Ma trả lời, là xin nghỉ để chuẩn bị đại hôn cho đại tiểu thư. Sắc mặt Ninh Thị thoáng thay đổi, đứng dậy đi được hai bước liền dừng lại, nắm chặt tay xoay người trở về ngồi xuống, móng tay khảm sâu vào da thịt. Trương Ma Ma nháy mắt cho bọn nha đầu, các nàng liền rũ mắt nhẹ nhàng lui xuống. Phu nhân. Trương Ma Ma nhẹ giọng, người có chuyện gì trong lòng, đừng nghẹn nữa, vẫn là đi tìm tướng gia nói chuyện đi. Phu nhân nhiều năm phòng không gối chiếc, trong lòng chắc chắn rất đau, cũng có oán hận. Nói. Nói thế nào? Yến Sước căn bản không muốn nói chuyện với bà, nói thẳng, chính mình và nữ nhi không biết sẽ không kết cục gì. Bà thật sự không sao cả. Nhưng nữ nhi còn chưa 15 tuổi, đang tuổi sắc xuân, có tương lai phía trước đang chờ nàng, nói thẳng, một nửa khả năng nữ nhi sẽ vấp ngã, bà sao có thể hủy hoại cuộc sống của nàng. Ninh Thị đột nhiên bật cười ha ha, cười tới gương mặt cũng vặn vẹo. Trương Ma Ma nhìn bà ta, sởn tóc gáy. Ninh Thị cười một lúc mới dừng lại, ngước mắt nhìn Trương Ma Ma, hỏi, Ma Ma, ngươi nói xem tướng gia vì sao lại cưới ta? Cưới ta rồi lại coi ta như vật bài trí. Nô tỳ nào hiểu được tâm tư của tướng gia? Trương Ma Ma thở dài trong lòng, cúi đầu trả lời. Ninh Thị không tiếp tục truy vấn, chỉ cau mày nhìn ra cửa sổ, cảnh xuân bên ngoài tươi đẹp, hoa cỏ cây cối trong viện hân hoan đua nở. Trước mắt Ninh Thị lại một mảnh tối đen, nhìn thế nào cũng không thấy một tia sáng. Trương Ma Ma, ngươi tìm hai nha đầu trầm ổn đưa qua chỗ Phi Nhi, trông chừng nó cho ta, đừng để nó chạy tới hạ noãn viện. Qua thật lâu sau, Ninh Thị mới quay đầu phân phó. Nữ nhi tuổi trẻ khí thịnh, tốt nhất đừng làm ra chuyện gì để lại hậu quả xấu. Trương Ma Ma gật đầu, suy nghĩ liền nói ra tên của mấy nha đầu. Ừ, kêu bọn họ vào xem. Ninh Thị gật đầu. Yến Phi thở hổn hển đi một đoạn đường, đột nhiên dừng bước, quay đầu tới viện của Phó Cửu Lận. Phó Cửu Lận đang ở trong phòng đọc mật báo, nghe tin Yến Phi tới, đọc xong liền ném vào huân lò thiêu đi, sau đó đứng dậy tới thính đường. Thấy Phó Cửu Lận tới, Yến Phi đứng dậy nhìn hắn, nói, muội chỉ là tới xem, không ngờ lâu ca ca đúng là ở nhà. Ừ, nghĩa phụ nghỉ phép, ta cũng xin ở nhà giúp đỡ nghĩa phụ. Phó Cửu Lận ôn nhã đi qua, ngồi đối diện nàng. Phụ thân xin nghỉ. Ừ, Phó Cửu Lận gật đầu, nghĩa phụ nói muốn ở nhà nghỉ ngơi, vừa lúc có thể chuẩn bị hôn lễ cho Dung muội muội. Hừ. Yến Phi hừ lạnh một tiếng, tức giận tới ném mạnh ly trà trong tay lên bàn. Phó Cửu Lận nhìn nàng ta, lẳng lặng cúi đầu uống trà. Thấy hắn không mở miệng, Yến Phi liền gọi một tiếng, Lâu ca ca, muội cố ý tới tìm huynh là có chuyện muốn nói. Ừ, Phó Cửu Lận gác ly trà xuống, ngước mắt nhìn nàng ta, nói đi. Yến Phi nhìn nha đầu của mình và hạ nhân trong viện Phó Cửu Lận, nói. Tất cả các ngươi lui xuống đi. Hạ nhân hầu hạ Phó Cửu Lận thấy hắn khẽ gật đầu, lúc này mới cùng hai người Trúc Họa Trúc Thanh lui ra ngoài. Đám người rời đi, ánh mắt Yến Phi sáng ngời nhìn Phó Cửu Lận, Lâu ca ca, huynh thích Yến Dung Hoa. Ngữ khí thập phần chắc chắn. Phó Cửu Lận nhìn nàng ta một cái, ôn nhuận nở nụ cười, nàng là nữ nhi của nghĩa phụ, ta đương nhiên thích nàng. Không phải ta cũng thích muội sao? Có gì kỳ quái hả? Lâu ca ca, huynh biết lời muội nói không có ý này. Yến Phi nhìn hắn, cười nói, huynh đừng gả ngốc với muội, chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, muội quá hiểu huynh, huynh thích nàng, không phải vì nàng là nữ nhi của phụ thân, mà là bởi vì con người của nàng, huynh thích nàng, là tình yêu nam nữ,
không phải tình cảm huynh muội. Lâu ca ca, huynh đừng phủ nhận nữa, huynh đã sớm thích nàng, thời điểm hai người sớm chiều ở bên nhau, huynh đã động tâm với nàng. Nụ cười của Phó Cửu Lận cứng lại, nhìn nàng ta, hỏi, muội muốn làm gì? Yến Phi tươi cười sáng lạng, thần thái phi dương, muội không muốn làm gì cả, chỉ là định trợ giúp Lâu ca ca ôm được mỹ nhân trở về. Hắn có được mỹ nhân, tương tự, chính mình có thể có được Chu Hành. Phó Cửu Lận nhíu mày, nụ cười ôn nhuận trên mặt chậm rãi lui xuống, hỏi, Yến Phi, muội là giúp ta? Hay là muốn đạt mục đích của mình? Cùng nhau trưởng thành, nàng ta có thể nhìn thấu tâm tư của hắn, đương nhiên, hắn cũng có thể nhìn thấu tâm tư của nàng. Việc này có quan hệ gì sao? Yến Phi tươi cười như hoa, hỏi ngược lại. Chuyện nhất tiễn song điêu, hắn tốt, nàng cũng tốt, hai người bọn họ đều có thể được như ý nguyện. Đương nhiên là có quan hệ. Thanh âm của Phó Cửu Lận vô cùng ôn nhu, nhưng ngữ khí lại mang vài phần lãnh lệ, Phó Cửu Lận ta không phải kẻ vô sĩ như vậy. Nàng ta muốn tìm cái chết, hắn không cản, nhưng đừng đánh chủ ý giúp hắn tính nước cờ này. Hắn không phải kẻ vô sĩ, là nói nàng vô sĩ sao? Ha ha! Yến Phi khẽ cười vài tiếng, sau đó lại nhìn hắn ta, hỏi, chẳng lẽ Lâu ca ca không muốn cưới Yến Dung Hoa sao? Huynh không muốn cùng nàng ta bên nhau lâu dài, bạch đầu giai lão sao? Không muốn. Phó Cửu Lận trả lời không chút do dự. Nhưng muội rất muốn, thời điểm không thấy ngài ấy muội sẽ nhớ ngài ấy, nghĩ xem ngài ấy đang làm cái gì, thời điểm nhìn thấy ngài ấy, trong lòng muội tràn đầy vui mừng, trong mắt không thể nhìn được người khác. Tươi cười trên mặt Yến Phi vô cùng dịu dàng, ánh mắt như nước, ngữ khí nhẹ nhàng chậm chạp, từng thời từng khắc đều muốn ở cùng ngài ấy, muốn sinh nhi dục nữ cho ngài ấy, sau đó cùng nhau từ từ già đê. Yến Phi nhìn Phó Cửu Lận, mềm nhẹ hỏi, chẳng lẽ Lâu ca ca không phải cũng vậy sao? Không phải. Phó Cửu Lận không hề do dự. Yến Phi quan sát sắc mặt hắn, thấy hắn vẫn ưu nhã không chút gợn sóng thì khẽ nhíu mày, ngay sau đó liền cong khóe miệng cười nói, Lâu ca ca, huynh nói dối. Huynh rõ ràng nghĩ như vậy, muốn từng thời từng khắc ở cùng nàng, lúc nào cũng muốn có được nàng. Chương 159, nhắc nhở. Thích một người không phải là như vậy sao? Từng thời từng khắc đều muốn gặp đối phương, mỗi thời mỗi khắc đều muốn được ở bên nhau. Phó Cửu Lận nhìn nàng ta một hồi, nhẹ giọng, lời ta nói là thật, không hề lừa muội. Thanh âm không lớn nhưng lại xuất phát từ nội tâm. Đúng, là hắn thích Dung Hoa. Nhưng nếu nàng không có người trong lòng, còn chưa đính hôn, không cùng Chu Hành lưỡng tình tương duyệt, hắn nhất định sẽ tranh giành. Tới lúc đó, bản thân còn có thể dựa vào thân phận nghĩa tử của dưỡng phụ mà tranh thủ, vì nghĩa phụ, hắn và nàng có thể cùng nhau tẩn hiếu với ông, như thế có thể cùng Chu Hành ganh đua cao thấp. Chỉ là nàng đã có người mình thích, cùng đối phương lưỡng tình tương duyệt, trước mắt cũng sắp thành thân, cho nên hắn chưa từng có suy nghĩ quá phận. Đây là số mệnh, hắn cuối cùng vẫn chậm hơn y một bước. Không, là chậm hơn một đoạn đường dài. Tình nghĩa giữa Chu Hành và nàng nào có chỗ cho người khác xen vào. Cho dù hắn bắt nàng, cùng nàng ở chung đoạn thời gian lâu như vậy, Chu Hành cũng chưa từng hoài nghi trong sạch của nàng, thiên sơn vạn thủy mà tới tìm nàng. Đúng vậy, là nam nhân, nếu hôn thê của mình bị người khác bắt đi, còn sống chung lâu ngày, để tay lên ngực tự hỏi, hắn không làm được như Chu Hành. Có lẽ vì tình cảm dành cho nàng chưa đủ sâu. Cũng may, chính mình chưa hãm sâu vào. Cho nên, hắn thích Dung Hoa nhưng trước nay chưa từng có suy nghĩ chiếm đoạt nàng. Lâu ca ca, từ khi nào huynh lại trở nên nhát gan như vậy? Yến Phi nâng cằm, hay vì Chu Hành là vương gia, huynh sợ ngài ấy? Sợ ngài ấy trả thù mình? Sợ ngài ấy giận chó đánh mèo lên phó gia? Nói tới đây, nàng ta hừ lạnh, cho dù nàng và Chu Hành có hôn ước thì thế nào? Nàng là nữ nhi của thừa tướng Đông Lăng, là người hoàng đế Đại Chu tứ hôn được sao? Khi đó phụ thân chưa biết thân phận của nàng, vì vậy hôn sự này không thể tính. Lệnh của cha mẹ lời người mai mối, nếu phụ thân không đồng ý, Chiêu Vương cũng không thể làm gì. Phó Cửu Lận cảm thấy nàng ta thật buồn cười, nói, Yến Phi, muội đừng quên, là nghĩa phụ muốn bọn họ thành thân ở bên này. Nếu không hài lòng con rể Chu Hành, nghĩa phụ sao có thể cua chiên gõ mỏ chuẩn bị? Với cách làm người của nghĩa phụ, nếu không hài lòng, ông ấy nhất định sẽ có biện pháp giải quyết hôn sự này. Tất cả chi tiết mình tra được ở Đại Chu đều bẩm báo cho nghĩa phụ. Hơn nữa, mấy ngày qua, nghĩa phụ sao có thể không nhìn thấy tình ý của hai người.
Yến Phi cư nhiên còn nghĩ tới chuyện tìm nghĩa phụ tới ngăn cản bọn họ. Huynh đang sợ. Yến Phi nhướng mày, phụ thân từ trước tới nay đều rất thương huynh, có phụ thân chống lưng, Lâu ca ca còn sợ sao? Nếu biết huynh cũng thích nàng, phụ thân khẳng định nguyện ý giúp huynh cưới được tỷ ấy. Phụ thân không đồng ý, chẳng lẽ Chiêu Vương có thể cường đoạt hay sao? Nơi này là Đông Lăng, không phải Đại Chu, tỷ tỷ lớn lên bên ngoài, khẳng định cũng muốn ở lại tận hiếu với phụ thân. Muội lập tức đi tìm phụ thân, nhờ phụ thân làm chủ cho hai người. Dứt lời, Yến Phi liền đứng dậy. Hồ nháo. Phó Cửu Lận duỗi tay ép ấn Yến Phi trở về, yên lặng nhìn nàng ta như trước nay không hề quen biết. Yến Phi, muội sao lại biến thành bộ dáng này? Nàng ta sao lại biến thành bộ dáng như vậy? Tuy biết nàng ta có chút tâm cơ nhưng trước nay không hề quá phận, hiện tại sao lại biến thành bộ dáng này? Tự cao tự đại, tự cho mình là đúng. Muội như thế nào? Muội muốn hạnh phúc, muốn gả cho người mình thích có gì sai? Yến Phi nói tới hùng hồn đầy lý lẽ. Phó Cửu Lận ngước mắt nhàn nhạt nhìn nàng ta một hồi, nói, chuyện hôm nay ta coi như chưa từng nghe thấy, muội trở về đi. Lâu ca ca. Yến Phi mở to hai mắt nhìn, muội nói nhiều như thế, chẳng lẽ một chút huynh cũng không nghe vào sao? Người mình thích vì sao không thể đi tranh thủ? Huynh cũng đâu phải không có cơ hội. Chẳng lẽ huynh cứ trơ mắt nhìn nàng mặc áo cưới gả cho người khác sao? Huynh không sợ hối hận sao? Huynh có thể khẳng định tương lai mình không hối hận. Lâu ca ca, huynh không cần phải sợ, phụ thân sẽ giúp huynh, phụ thân nhất định sẽ giúp huynh cưới được tỷ tỷ. Ta không hối hận. Hắn chỉ cần nàng hạnh phúc, hơn nữa hắn tin Chu Hành có thể cho nàng hạnh phúc. Phó Cửu Lận nghiêm túc nói, vì vậy, Yến Phi, muội đừng nói nữa, xúi dục, phép khích tướng, tất cả đều không có tác dụng, muội muốn làm gì, ta không ngăn cản muội, nhưng muội đừng hòng đánh chủ ý lên người của ta. Nàng ta muốn chọc Chu Hành, vậy tự đi đi. Trái phải đều là nàng ta tìm đường chết. Cái gì là đánh chủ ý? Chẳng lẽ muội nói gì sai? Huynh không thích tỷ tỷ sao? Lâu ca ca, phụ thân sẽ giúp chúng ta, huynh còn gì phải do dự nữa? Phó Cửu Lận đột nhiên bật cười, Yến Phi, muội cảm thấy nghĩa phụ sẽ tin sao? Nói ta thích Dung Hoa phụ thân liền tác hợp cho chúng ta. Muội quá ngây thơ rồi. Nàng ta có thể không màng tới tình cha con. Nhưng hắn lại không thể ở sau lưng nghĩa phụ thọc con dao nhỏ. Tuy từng vì không rõ sự tình mà bắt cóc người ta tới đây, nhưng hiện tại còn muốn hắn đi chia rẽ nàng và Chu Hành. Cho dù thích nàng, hắn cũng sẽ không làm như vậy. Nàng là ái nữ nghĩa phụ thất lạc nhiều năm, lại cùng Chu Hành lưỡng tình tương duyệt, nếu theo lời Yến Phi đi làm, vậy không phải là đâm vào lòng nghĩa phụ một con dao sao? Mấy năm nay, nghĩa phụ dạy dỗ hắn, dưỡng dục hắn, coi hắn như con ruột, nếu hắn làm vậy, đó chính là vong ân phụ nghĩa. Thấy hắn nửa điểm cũng không có bộ dáng chịu nghe mình khuyên, Yến Phi không khỏi cười nhạo, ngày thường thấy huynh hành sự quyết đoán, trước nay đều không sợ ai, không ngờ lần này huynh lại không có dũng khí đi tranh đoạt nữ tử mình thích. Yến Phi, muội làm như vậy, muội có nghĩ tới cảm nhận của đối phương không? Muội chia rẽ bọn họ như vậy, y sẽ chấp nhận sao? Mặt Yến Phi khiêu khích hay miệt thị, Phó Cửu Lận cũng không tức giận, hắn nhìn nàng ta, chậm rãi nói, muội cho rằng muội thích người ta cũng phải thích muội sao? Sắc mặt Yến Phi trắng bệch, nâng cằm nói, muội từ nhỏ lớn lên trước mặt phụ thân mẫu thân, từ nhỏ đã coi lời nói và việc làm của phụ thân mẫu thân là mẫu mực, so với nàng từ nhỏ không có phụ mẫu, muội của hiện tại nào có điểm thua kém, ngài ấy chắc chắn thích muội. Ngữ khí chắc chắn, ánh mắt tự tin. Sao có thể tự tin người ta cũng thích mình như vậy? Phó Cửu Lận nhất thời không biết nói gì, trầm mặc một lát mới mở miệng, chúng ta cùng nhau trưởng thành, vì vậy ta cho muội lời khuyên, đừng trêu chọc Chu Hành, còn nữa. Muội đừng quên Yến Dung Hoa mình nói tới là tỷ tỷ của mình, là tỷ tỷ cùng cha khác mẹ. Vì cái gì? Vì cái gì các người đều giúp đỡ nàng? Phụ thân như thế, mẫu thân như thế, Lâu ca ca huynh cũng vậy. Yến Phi nổi giận đùng đùng đứng lên, hảo tâm lại trở thành lòng lang dạ thú, tương lai huynh sẽ hối hận. Hừ. Dứt lời, nàng ta phất tay áo bỏ đi. Tương lai sẽ hối hận sao? Có lẽ là vậy, nhưng phần tình cảm này cũng có lẽ sẽ theo năm tháng mà phai nhạt. Cho nên, chuyện của tương lai hắn không có cách nào chắc chắn. Nhưng hiện tại hắn có thể khẳng định quyết định của mình là đúng, nếu làm theo chủ ý của Yến Phi, chỉ cần hắn đi một bước,
không chỉ không có được trái tim Dung Hoa, hắn sẽ mất đi nghĩa phụ đối với hắn ân trọng như núi. Với hành động phất tay áo bỏ đi của Yến Phi, Phó Cửu Lận không để trong lòng, chỉ lên tiếng gọi Chu Chức tiến vào, ngươi đi xem vương gia là đang ở bên chỗ đại tiểu thư hay viện của mình. Chu Chức nhận lệnh, xoay người ra ngoài một lúc liền trở về, vương gia đang ở trong viện của mình. Yến Phi cùng Trúc Thanh Trúc Họa về viện, vừa vào phòng liền bắt gặp gương mặt của hai nha đầu xa lạ, không đợi nàng mở miệng, bọn họ đã tiến lên chào hỏi, giới thiệu. Yến Phi lập tức nổi giận tới bốc khói. Mẫu thân vậy mà phái người tới giám thị nàng. Yến Phi vung tay áo vào buồng trong. Trúc Thanh và Trúc Họa hai mắt nhìn nhau, Trúc Thanh đi theo hầu hạ Yến Phi, Trúc Họa phân phó nha đầu an bài cho hai người mới tới. Yến Phi ngồi trước bàn trang điểm tức giận tới đôi mắt đỏ bừng. Trúc Thanh đi qua, thấp giọng khuyên nhủ, hiện giờ đại tiểu thư đang nổi bật, người đừng đối đầu với nàng ấy nữa. Tiểu thư không phải người lỗ mãng, nhưng vì động tình, hành sự liền có chút mất bình tĩnh. Đại tiểu thư trở về được mấy ngày? Tiểu thư lớn lên bên này từ nhỏ, muốn ngán chân giáo huấn nàng không phải dễ như trở bàn tay sao? Yến Phi cắn môi không nói gì. Trúc Thanh giúp nàng ta tháo trâm, cầm lược nhẹ nhàng chải tóc, một bên mười mấy năm, một bên chỉ có quan cảnh mấy ngày, ai quan trọng hơn chứ? Rốt cuộc giữa người và người cũng phải có tình cảm. Yến Phi gật đầu, bực bội trên gương mặt dần dần được cởi xuống. Trúc Thanh thở vào nhẹ nhõm. Phó Cửu Lận tới, Chu Hành có chút kinh ngạc. Tuy cùng ở tướng phủ, bọn họ một người là nghĩa tử của Yến thừa tướng, một người là con rể tương lai, nhưng bọn họ ngoại trừ tới Hạ Noãn viện hoặc gặp bên chỗ Yến thừa tướng kia, hai người căn bản không có giao kết. Càng đừng nói là tới cửa bái phỏng. Đối với Chu Hành, Phó Cửu Lận tuy không thương tổn Dung Hoa, nhưng hắn lại xác thật trói hôn thê của mình rời đi, chuyện này chắc chắn không chút nghi ngờ, tuy y vì mặt mũi của Yến thừa tướng, trước nay không tìm hắn tính sổ, nhưng y không thể làm như chưa từng phát sinh chuyện gì. Hơn nữa hắn còn thích vị hôn thê của y, điểm này, Chu Hành thấy rất rõ ràng. Chỉ là, hắn tuân thủ lễ nghi nghiêm ngặt, lại là nghĩa huynh của Dung Hoa, cho nên trước nay không nói gì. Đối với người bên cạnh Dung Hoa, Chu Hành luôn có kiên nhẫn. Vương gia. Phó Cửu Lận ôm quyền. Cảnh Chi. Cảnh Chi là tên tự của Phó Cửu Lận, Chu Hành ôm quyền đáp lễ, nhạc phụ xin nghỉ, chẳng lẽ ngươi cũng cùng xin nghỉ hả? Đương nhiên, đại hôn của Dung muội muội và vương gia có rất nhiều thứ cần chuẩn bị, ta đương nhiên phải giúp đỡ nghĩa phụ. Phó Cửu Lận tươi cười ôn nhã, quay đầu nhìn đình hóng gió trong viện, trời đẹp, không biết vương gia có nhã hứng uống ly rượu không? Nói tới đây, hắn lại nhìn quanh một cái, sao không thấy thần nhi? Đang ở Hạ Noãn viện, không tới đây. Chu Hành trả lời, sau đó phân phó Lâm Thắng, đi lấy hai bầu rượu tới đây. Lâm Thắng gật đầu đi chuẩn bị. Chu Hành và Phó Cửu Lận ra đình hóng gió, thong thả ngồi xuống. Hai người vừa an tọa, Lâm Thắng đã mang rượu tới, phía sau còn có bà tử ban theo đồ nhắm rượu, bày lên bàn xong, bà tử không người lui xuống, Lâm Thắng cũng thối lui đứng cùng Chu trước. Trên đầu mặt trời sáng lạng, ánh mắt có thể nhìn thấy xuân ý dạt dào, cùng hoa bay bay quanh mái hiên, mùi hương của rượu tản ra, Phó Cửu Lận thưởng thức, nói, lê hoa bạch là loại rượu duy nhất nghĩa phụ thích. Ừ, hai ngày trước nhạc phụ phái người mang tới đây. Chu Hành chạm chén với hắn, uống một ngụm. Phó Cửu Lận cũng không kinh ngạc, cúi đầu uống, lại nói, vương gia ở đây đã quen chưa? Mấy ngày nay ta hơi bận rộn nên không tới thăm ngài. Nói xong, hắn buông ly trà xuống, ngón tay chạm mặt bàn, chỉ cảm thấy một cổ lạnh lẽo từ ngón tay dâng lên, vội vàng rụt lại. Hắn từ nhỏ thể trạng suy nhược, hiện tại tuy đã trưởng thành nhưng vẫn cực kỳ sợ lạnh. Chu Hành gật đầu, nhẹ giọng, đã quen. Ừ, sắp tới rất bận, nếu vương gia có chuyện cứ sai người tới nói với ta, dù sao ta cũng tương đối quen thuộc Đông Lăng. Phó Cửu Lận nhìn mặt mày tuấn tú như thanh sơn của y, ôn nhuận cười nói. Tuấn lãng như vậy, hơn nữa một thân cao quý khí độ, khó trách Yến Phi lại động tâm. Được, có việc ta sẽ tìm ngươi hỗ trợ, tới lúc đó có lẽ sẽ phiền ngươi. Chu Hành giơ cao chén rượu. Lời tuy nói thế nhưng Phó Cửu Lận biết đây chẳng qua chỉ là câu nói khách sáo, có điều có thể như vậy đã là không tồi, vì vậy liền cùng y chạm ly, vương gia khách khí, ta gọi Dung Hoa một tiếng muội muội, đây là chuyện nên làm. Một ly rượu uống xong, Phó Cửu Lận duỗi tay rót cho mình, nâng chén, lần đó là ta hành sự không chu đáo, mong mượn chén rượu này xin lỗi vương gia. Dứt lời, hắn liền ngửa đầu uống cạn.
Chu Hành vội nói, đều đã qua, cảnh chi ngươi không cần đặt trong lòng. Tướng gia coi hắn như nhi tử thân sinh mà dạy dỗ dưỡng dục, Dung Hoa cũng đã nể mặt thừa tướng mà không so đo, y đương nhiên cũng không so đo với hắn. Phó Cửu Lận lắc đầu, thản nhiên cười nói, chung quy vẫn là ta không suy xét Chu Toàn, nếu ta và nghĩa phụ, hoặc Dung muội muội thản nhiên, vậy các người cũng không cần trải qua nhiều chuyện như vậy. Gương mặt tuấn lãng, nụ cười ôn nhuận, cả người mang tới cảm giác như gió xuân phất qua. Ngươi cũng vậy. Thanh âm Chu Hành đột nhiên lãnh đạm mấy phần. Phó Cửu Lận cười, bưng chén rượu nhấp một ngụm, không tiếp tục đề tài cũ, nói sang chuyện khác. Hàn huyên thêm vài câu, hắn gác chén rượu xuống, nói, mấy ngày nay Yến Phi thường xuyên tới Hạ Noãn viện sao? Hắn cũng từng đụng mặt vài lần. Chu Hành nhíu mày, hôm nay ngươi tới, là vì Yến Phi. Nha đầu kia từ nhỏ đã bị nuông chiều, trước nay chưa từng chịu ủy khuất, là người không dễ dàng từ bỏ hay nhận thua, Dung Hoa khẳng định bị nha đầu kia làm phiền. Phó Cửu Lận cười nói, được rồi, không nói tới tỉ muội các nàng. Dứt lời Phó Cửu Lận liền chuyển qua chuyện hành quân đánh giặc. Tới là nhắc y cẩn thận Yến Phi. Chu Hành nhìn hắn, cũng không nói gì thêm, cùng hắn nói những chuyện ở trên sa trường. Phó Cửu Lận đi qua không ít nơi, hơn nữa nam nhân thiên tính thích chiến trường, cho nên hai người nói đề tài này vô cùng hợp ý. Đương nhiên, là Phó Cửu Lận nói chuyện nhiều hơn. Mắt thấy tới chính ngọ, Chu Hành liền thuận tiện giữ hắn ở lại dùng cơm. Phó Cửu Lận cũng không từ chối. Chu Hành cho người qua Hạ Noãn viện nói một tiếng, sau đó phân phó hạ nhân dọn cơm trưa. Đương nhiên không thể thiếu lê hoa bạch. Phó Cửu Lận uống tới sắc mặt hồng hồng, đầu có chút say. Sắc mặt Chu Hành ngược lại không hề thay đổi, nhấp rượu như uống trà. Trước khi rời đi, Phó Cửu Lận còn kéo tay Chu Hành, ngài nhất định phải đối tốt với Dung muội muội, bằng không người làm đại cửu ca này sẽ không tha cho ngài. Dứt lời, hắn buông Chu Hành ra, vẫy tay với y, ngài nhớ kỹ chưa? Dung muội muội hiện giờ đã không còn là hài tử mồ côi không nhà để về nữa, nàng có nhà, có gia đình, có phụ thân, có chỗ dựa, ngài không thể khi dễ nàng, càng không thể phụ nàng, bằng không, cho dù ngài là vương gia, ta cũng không tha cho ngài. Nói xong, hắn sải bước ra ngoài. Không chỉ tới nhắc nhở mình cẩn thận với Yến Phi, còn tới cảnh cáo mình phải cho Dung Hoa hạnh phúc, bằng không hắn sẽ không bỏ qua cho mình. Còn nói vị trí của hắn chỉ là đại cửu ca, để y an tâm sao? Không thể không thừa nhận, mặc kệ hắn hành sự thế nào nhưng đối với Yến thừa tướng hắn cực kỳ tôn kính và hiếu thuận, bởi vì Yến thừa tướng, cho nên đối với chuyện của anh, hắn thu lại tâm ý của mình, chỉ coi nữ tử mình thích là muội muội. Chu Hành nhìn hắn đi xa, mới nâng bước qua Hạ Noãn viện. Hai người uống rượu. Người được mùi rượu trên người y, Dung Hoa hỏi, sau đó phân phó Túy Đồng đi nấu canh giải rượu. Chu Hành duỗi tay ôm Dung Hoa, lẩm bẩm gọi, anh. Hửng. Chu Hành không nói gì, chỉ ôm chặt nàng, sức lực to lớn như muốn khiến nàng khảm vào cơ thể của mình. Chàng sao vậy? Phó Cửu Lận nói gì với chàng? Dung Hoa nhẹ nhàng vỗ về sống lưng y, mềm giọng hỏi. Chỉ là muốn ôm nàng. Chu Hành lẩm bẩm. Dung Hoa gật đầu, mặc y ôm. Một hồi lâu, thấy Túy Đồng bưng canh giải rượu vào, Chu Hành mới thả nàng ra. Yến xước không vào triều, chỉ cho người dân sớ nói muốn xin nghỉ, tâm tình Càn Phong đế lập tức trở nên sung sướng, vung tay, làm trò trước mặt quần thần mà ân chuẩn, còn nói để ông nghỉ ngơi, không cần lo lắng chuyện triều đình. Cả ngày tâm tình Càn Phong đế đều sảng khoái, chỉ hận Yến xước không từ đây cáo lão hồi hương luôn. Dám cảnh cáo ông, dám ép buộc ông hả? Chẳng qua chỉ là một thần tử mà thôi. Nói tới cùng, ở trước mặt thiên tử này, Yến xước chẳng qua chỉ là một nô tài. Những năm gần đây, đây là lần đầu tiên Càn Phong đế phá lệ sau khi tan triều không tới Trọng Hoa điện mà tới ngự thư phòng phê duyệt tấu chương. Có điều tới hoàng hôn, trước mắt Càn Phong đế trở nên mơ hồ, nhìn rừng chữ rậm rạp liền cảm thấy bực bội, xem chồng tấu chương chất cao như núi, hận không thể trực tiếp ném hết vào lò thiêu, trong lòng lại tưởng niệm sương khói quanh quẩn ở Trọng Hoa điện. Nhưng nghĩ tới chuyện phải giáo huấn Yến xước một lần, càng muốn nhân cơ hội này thu hồi quyền lực trong tay ông, Càn Phong đế chỉ đành cắn răng kiên trì. Liên tiếp mấy ngày, Càn Phong đế khổ không chịu nổi. Mỗi ngày lâm triều, quần thần đều ồn ào tới túi bụi, Kim Loan điện như cái chợ bán thức ăn, thiếu chút đã đánh nhau. Tấu chương ngày càng chồng thành núi, Càn Phong đế không muốn làm tên hôn quân tùy tiện phê duyệt, cho nên mỗi một quyển tấu chương ông ta đều dụng tâm cẩn thận,
nhưng chỉ mới mấy ngày, ông ta nhìn người như nhìn mấy cái bóng, đầu lúc nào cũng ong ong. Buổi tối ngủ không đủ, vừa buông tấu chương trong tay xuống leo lên long sàng, ông ta đã bị cung nhân gọi dậy vào triều sớm. Còn nữa, ba nhi tử cũng đã bắt đầu kết bè kéo cánh, ngầm đấu đá nhau. Càn Phong đế cảm thấy chính mình như ở trong nước sôi lửa bỏng, cái đầu như muốn nổ tung. Vì thế, ông ta liền nhớ tới ngày tháng có yến thừa tướng. Ngày tháng khi đó tốt đẹp cỡ nào, dễ chịu thế nào. Mỗi ngày, bản thân chỉ cần ngồi trên long ỷ nghe tham tấu một chút, tan chiều, ông ta có thể tới Trọng Hoa điện chuyên tâm luyện đan. Triều chính đã có yến thừa tướng xử lý trật tự ngay ngắn. Trước nay ông ta chưa từng mệt mỏi như bây giờ. Nhưng, bản thân đường đường là vua một nước, chẳng lẽ phải đi cầu một thần tử trở về? Giống như chính mình không thể rời khỏi yến xước. Giống như không có yến xước, thiên hạ này liền rối loạn vậy. Càn Phong đế nghĩ như vậy, kiên trì thêm hai ngày nhưng cuối cùng cũng phải từ bỏ, lập tức phân phó Ung Công Công dẫn người tới phủ thừa tướng. Muốn chuẩn bị hôn lễ, thời gian ngắn nhân thủ không đủ cũng không sao, nội vụ phủ có thể tới hỗ trợ. Yến xước cảm tạ Long Ân, nửa câu cũng không nhắc tới chuyện triều chính. Ung Công Công nhắc nhở một câu, ý bảo hiện tại ông đã có nội vụ phủ sẵn sàng giúp đỡ chuẩn bị đại hôn cho đại tiểu thư, vì thế ông nên trở về xử lý công vụ. Yến xước thở dài, chỉ nói nữ nhi chịu khổ bên ngoài nhiều năm, cho nên hôn lễ này ông nhất định phải tự mình chuẩn bị. Sau khi Ung Công Công hồi cung, nghe hắn bẩm báo, Càn Phong đế tức giận tới ném hết tấu chương trên bàn xuống đất, sau đó vất tay áo qua Trọng Hoa điện. Dù sao cũng còn mấy ngày, Yến xước muốn tự cao tự đại thì cứ làm đi, dù sao chỉ cần ông trở về xử lý tốt là được, tới lúc đó mệt chết ông. Hôn kỳ cứ thế mà tới, mấy ngày nay Yến Phi nghe lời Ninh Thị nói luôn thành thật ngây ngốc ở trong viện đột nhiên phái trúc hỏa xuất phủ. Hết phần 20, mời các bạn đón nghe phần 21. Các bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Các Truyện Hương Xưa. Xin hãy bấm đăng ký, like và chia sẻ để giúp chúng mình có thêm động lực nhé. Xin cảm ơn các bạn.